chiếu gia bị bỏ rơi chương 1961, tiên đế cuồng vọng. Diệp mặt nghe đến đó liền hiểu, phùng độ la hán ra tay giúp hắn một chuyện, sau đó vô anh tiên đế biết mình đi thanh vi minh giang, cũng không tiếp tục tìm kiếm ba người Úc Kim Hương gây phiền toái, đoán chừng là muốn đi thanh vi minh giang xử lý mình trước. Lại thật không ngờ, y còn chưa bắt đầu động thủ, đã bị lôi kiếp của mình giết chết anh, bây giờ chúng ta đi đâu, đường bắt vi tuy luôn muốn trở về, nhưng chỉ cần đi theo bên Diệp mặt, lúc nào trở về cũng không cần sốt ruột nếu tác không đã phái người tới đón chúng ta chúng ta đương nhiên phải nể tình rồi đi chỗ ông ta xem sao diệp mặt cười hắc hắc nói hắn vốn đã định đi tìm tác không rồi bây giờ tác không còn quan minh chánh đại đến uy hiếp ba người bắc phi như thế hắn càng không muốn tha cho tên này bất kể thân thế của hắn vẫn khiến cho diệp mặt lo nghĩ đến người phụ nữ bị tác không đá lăn xuống hắn nhất định phải đi tìm tác không đại đế một chuyến sư đệ đệ muốn đi gặp tác không đại đế Úc kim hương lập tức kinh ngạc hỏi cô không thể không kinh ngạc bản lãnh của diệp mặt từ trong miệng đường bắc phi cô biết được chút ít biết rõ diệp mặt so với vị phong tiên đế thì hình như còn thiếu sót rất nhiều nhưng vị phong tiên đế so với tác không đại đế lại càng kém xa tích tắc có thể nói diệp mặt khẳng định không phải là đối thủ của tác không đại đế lúc này diệp mặt đi tìm tác không đại đế căn bản không phải là lựa chọn sáng suốt đúng vậy ta nhất định phải tìm ông ta một chuyến huống chi cho dù ta không đi tìm ông ta ông ta sẽ bỏ qua cho ta sao, Diệp Mặc biết rõ nếu Táp không đại đế đã biết được mình có vô ảnh, thì khẳng định là ông ta đã biết mình chính là cái người từ tiểu thiên vực đi ra, bất kể mình có đi hay không, Táp không đại đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà hắn và Táp không đại đế suy nghĩ giống hệt nhau, bất kể Táp không có mời hắn tới hay không, hắn cũng sẽ đi tìm Táp không đại đế một chuyến, Úc Kim Hương trong lòng cũng biết Diệp Mặc nói không sai, cho dù là bọn họ không đi tìm Táp không đại đế, chỉ bằng việc diệp mặt đã đá bay một gã tiên tôn trong coi phủ táp không đại đế chỉ với một đạp táp không đại đế sẽ không bỏ qua cho bọn họ táp không đại đế cũng không phải người mà vị phong tiên đế có thể so sánh được bốn người diệp mặt vừa chuẩn bị đi đã có người tới bên ngoài chỗ ở của bọn họ người tới là hai gã tiên tôn hậu kỳ anh người này chính là tông chủ của vô nhai tôn tông sau đó y tới nhận lỗi Úc sư tỷ không có để ý tới y, sau lưng y đúng là trưởng lão lúc trước rất hung hăng càng quấy muốn chúng ta nhường phòng, đừng bắt vi trông thấy hai tiên tôn này, lập tức liền nhận ra. Tuyên hoa mậu của vô nhai tông ra mắt. Diệp tông chủ, lúc trước trưởng lão của tông môn ta mạo phạm mặt nguyệt tiên tông, bây giờ cố ý đến đây bồi tội, xin do diệp tông chủ xử phạt một tiên tôn trung niên râu dài dẫn đầu trông thấy diệp mặt đi ra, vội vàng không người kính cẩn nói, diệp mặt chỉ cần nhìn lễ vật ông ta bê trong tay, đã biết là ông ta cố ý ở chỗ này chờ mình, sau đó tới nhận lỗi đây, rất rõ ràng là những việc hắn làm ở bí cảnh đã truyền khắp cả thiên vực, bây giờ toàn bộ các thiên vực trên tiên giới hình như không người nào là không. Biết dịp mặt hắn rồi, vãn bối khung phi siết trưởng lão của vô nhai tôn tông, mấy tháng trước đắc tội quý tông, đã rất hối hận, xin dịp tông chủ trừng phạt, tên tiên tôn lúc trước phách lối kia càng kính cẩn vô cùng, thậm chí giọng nói cũng run rẩy bọn họ chờ tại băng la tiên thành mấy tháng, chính là vì đợi dịp mặt trở về, sau đó đến nhận lỗi nói lời xin lỗi. Đương nhiên, chuyện vô anh tiên đế đuổi giết dịp mặt bọn họ cũng biết, nếu như dịp mặt về không được, vô anh tiên đế lại trở về, vậy bọn họ tự nhiên không cần nhận lỗi nữa. Một khi biết được tin tức dịp mặt bị giết, bọn họ thậm chí còn tiếp tục giáo húng út Kim Hương và ba người Bắc Vi. Đáng tiếc là bây giờ dịp mặt đã trở về, mà vô anh tiên đế lại không có tin tức về phần chuyện mặt nguyệt tiên tông cũng có tiên đế khác nữa, vô nhai tông môn của y cũng không biết, Diệp Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ sự vô sĩ của những người này. Hiện giờ có thái độ như này là bởi vì thực lực của mình mạnh mẽ hơn bọn họ, một khi mình xảy ra chuyện, mấy người bắt vi tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng hiện tại khắp nơi đều là người như vậy, Diệp Mặc cũng không có tâm tư đi so đo với mấy người như vậy, ngươi chỉ là một tiên tôn tông môn, cũng dám lớn lối như vậy, một ngày nào đó tông môn của ngươi sẽ bị sự hung hăng càng quấy của các ngươi tiêu diệt diệp mặt nói xong không để ý đến hai gã tiên tôn của vô nhai tôn tông nữa mang theo ba người bắc phi nhanh chóng rời đi diệp mặt rời đi hai tên tiên tôn này hiển nhiên là không dám đuổi theo tông chủ tuyên hoa mậu đợi mấy người diệp mặt đi xa mới xoa xoa mồ hôi trắng lạnh giọng nói với một tiên tôn khác bên cạnh diệp tông chủ nếu như muốn tiêu diệt vô nhai tông môn ta quả thực là đơn giản như bóc chết một con kiến vậy câu nói kia của hắn không sai chúng ta chỉ là một tôn tông nếu như tiếp tục như vậy ngoại trừ diệt môn ra căn bản là không có con đường thứ hai có thể đi tông chủ lần trước long thiếu chủ đã nói y sẽ giúp chúng ta làm chủ trưởng lão tiên tôn kia thận trọng giải thích một câu tông chủ tuyên hoa mậu thở dài lần này thì ngay cả giải thích cũng lười giải thích người ta nói một câu há có thể coi là thật cho dù là long thiếu chủ thật sự đi tìm mặt nguyệt tiên tông vô nhai tôn tông của y cũng nhất định phải xin lỗi diệt mặt bởi vì đấu tranh ở tầng cấp đó, vô nhai tông ngay cả tư cách xen vào cũng không có. Không nhìn thấy diệt mặt người ta ngay cả táp không đại đế cũng không thèm nể mặt à, tiên thành lớn nhất thanh vi thiên chính là tiên thành hồng vũ, tiên thành hồng vũ chẳng những là tiên thành lớn nhất thanh vi thiên, tại thượng thiên vực những tiên thành có thể sánh ngang với tiên thành hồng vũ ít ỏi không có là mấy, bởi vì phủ thiên chủ của thanh vi thiên ở đây, mà phủ của táp không đại đế cũng ở đây, sự xa hoa và khí thế của phủ táp không đại đế, cho dù là một vài đế tông đỉnh cao. Cũng theo không kịp. Diệp mặt mang theo ba người đường Bắc Phi đứng ở trước phủ táp không đại đế, cũng phải cảm thán không thôi. Diệp mặt bây giờ là tông sư luyện khí đỉnh cao, đã kết giao với mấy thánh đế, những thứ đã gặp qua căn bản là thứ mà những tiên đế bình thường có thể so sánh được. Phủ của táp không đại đế uy thế như thế, hắn vừa nhìn đã biết đây không chỉ là phủ của một đại đế, mà là một pháp bảo đỉnh cao, còn đẳng cấp của pháp bảo thậm chí đã vượt qua cả tiên khí cực phẩm pháp bảo động phủ vốn vô cùng quý giá tuy diệp mặt cũng luyện chế một vài pháp bảo động phủ nhưng đó chỉ là những biệt thự và phòng ốc đơn giản để ở mà thôi như cái pháp bảo động phủ chiếm diện tích vô biên vô tận này thì cho dù là một tiểu thế giới thông thường cũng phải kém xa cực xa nếu như là một động phủ bình thường thì cũng thôi nhưng nếu cái động phủ này đã là pháp bảo của đối phương thì diệp mặt không thể không phòng rồi xin hỏi có phải diệp tông chủ quan lâm hay không diệp mặt vừa mới đánh giá cái phủ đại đế này một hồi xong đã có người tới đón tiếp rồi còn là một tiên tôn hậu kỳ nữa chứ diệp mặt gật đầu nói không sai ta chính là diệp mặt hoan nghênh diệp tông chủ đại đế chờ ngài rất lâu rồi diệp tông chủ mời tiên tôn ra nghênh tiếp này so với tên lúc trước đi băng la tiên thành thì khách khí hơn rất nhiều ha ha hôm nay ta không định tới thăm hỏi tác không hôm nay ta chỉ tới dò đường trước mà thôi ngày mai ta lại tới thăm hỏi diệp mặt nói xong lại xoay người rời đi diệp mặt phải đi ba người đường bắc phi đương nhiên là rời đi theo sau hắn anh sao chúng ta không vào đường bắc phi nghi hoặc hỏi một câu diệp mặt tức giận bất bình nói bây giờ như vậy mà đi vào thật mất mặt chúng ta tìm một tin tức lâu ở lại đi ngày mai để cho ông ta đến tiên tức lâu của chúng ta mà nên đón ta giàu gì cũng là một tông chủ đi vào phủ của táp không vậy mà không thấy đích thân táp không ra nên tiếp, quả thực cũng quá khinh thường ta, trong đại điện phủ táp không đại đế, một người đàn ông trung niên mặt mang vẻ uy nghiêm đang ngồi trên đế vị tường vân uống lượng phong cách cổ xưa, tại đại điện, hai bên còn có vài chục tiên tử xinh đẹp, những tiên tử này cả đám đều chân trần dẫm lên tiên linh vân, lộ ra vẻ phiêu giật thoát tục, bên trái đại điện có một người đàn ông mặt đen nhìn không ra tuổi đang đứng, không ngờ đã là tu vi tiên đế hậu kỳ mà tiên tôn hậu kỳ vừa mới nên đón diệp mặt thất bại kia thì đang kính cẩn đứng ở chính giữa đại điện, người đàn ông trung niên ngồi chính giữa này hiển nhiên chính là tác không đại đế, lúc này trong lòng ông ta vô cùng tức giận, diệp mặt chỉ là một tông chủ của một môn phái nhỏ ở hạ thiên vực, vậy mà cũng dám lên mặt với mình, người nói hắn cho là ta không tự mình đi đón hắn, nên đã đến cửa lại không vào, Táp không đại đế giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt lại ác liệt vô cùng, vâng, táp đế đại. Nhưng, chính tai tôi nghe thấy đấy. Ngay khi khung quản sự đi ra, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút kinh thường, hiển nhiên là tự cao tự đại. Sau đó tôi nghe hắn nói với em gái hắn, đúng là đối với chuyện đại nhân không tự mình đi nên đón rất là có ý kiến, tên đế mặt đen kia không người nói, táp không đại đế hừ lạnh một tiếng, ngày mai ngươi đi mời hắn, nếu như ngày mai hắn không tới, ta sẽ tự đi đón hắn một lần, xem hắn có thể chịu nổi hay không. Bí mật, có thể giữ được mới gọi là bí mật, chỉ là một tiên đế, cũng dám cuồng vọng như thế, đại đế, lúc trước vị phong đại đế cũng hoài nghi dịp mặt chưa thăng cấp tiên đế hiện tại hắn đột nhiên để lộ ra tu vi tiên đế sơ kỳ làm cho người ta khó có thể nắm bắt tiên đế mặt đen lại cẩn trọng nói táp không đại đế trầm ngâm thật lâu rồi mới lên tiếng ngày mai ta sẽ biết ngay thôi bất luận hắn đã thăng thiên được bao lâu năm đó hắn tiến vào tiểu thiên vực cũng không quá đại la tiên hậu kỳ có thế nhanh như vậy đã thăng cấp tiên đế điểm đáng ngờ trên người người này đúng là không ít có lẽ năm đó kẻ tiến vào tiểu thiên vực lại không phải là hắn, tiên đế mặt đen kia lại bổ sung một câu, tác không đại đế gật gật đầu, bất kể có phải hay không, ngày mai sẽ biết, thanh vi thiên có rất nhiều tiên tức lâu, ba người diệp mặt rất nhanh đã tìm được chỗ ở, sau khi tiến vào nơi ở, diệp mặt lập tức bố trí trận pháp che đậy cực kỳ mạnh mẽ ở nơi ở, đồng thời dặn dò ba người út kim hương không được rời khỏi nửa bước. Mà sau khi hắn bố trí trận pháp xong, liền bí mật ra khỏi tiên tức lâu, dịp mặt vốn chính là đi tìm táp không đại đế gây phiền toái, táp không đại đế chưa ra nên đón hắn, hắn há có thể vì vậy mà không vào được. Chủ yếu là hắn không dám đi vào, phủ đại đế của táp không đại đế là một pháp bảo động phủ đỉnh cao, cái pháp bảo động phủ này không cần hỏi, cũng biết là của táp không đại đế. Mình thì một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy mà xông vào pháp bảo động phủ của táp không đại đế, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Đối mặt với pháp bảo động phủ của tác không đại đế, Diệp mặt không có cách nào để luyện hóa, cũng không có cách nào khống chế pháp bảo của đối phương. Nhưng hắn lại có lòng tin có thể bố trí một tiên trận ở ngoại vi cạnh pháp bảo này, một khi tác không phát động pháp bảo động phủ của ông ta, hắn có thể lập tức truyền tống ra với trình độ trận pháp và cảm ngộ được phương pháp bày trận trong đại điện hư không sát cơ kia của hắn. Diệp mặt tin tưởng cho dù tác không đại đế là tông sư tiên trận cấp 9, cũng không cách nào biết được trận pháp của hắn trừ phi ông ta cũng giống như mình đã nghiên cứu qua phương pháp bày trận trong đại điện hư không kia diệp mặt cho rằng đây là tuyệt đối không có khả năng nếu tác không đại đế quả thật tinh thông cái phương pháp bày trận kia lúc trước đã không đi đánh vỡ trận môn của trận pháp đi ra từ hư không theo nghĩ cách của diệp mặt người hiểu được loại trận pháp này trừ hắn ra còn một người nữa chính là đấng toàn năng lúc trước đã bố trí cái trận pháp tách ly giới vực kia trong thời gian một đêm diệp mặt đã hoàn toàn bố trí xong trận pháp này sau khi trở lại chỗ ở diệp mặt cố ý luyện chế ra mấy cái ngọc bài truyền tống bảo ba người bắt vi đeo trên người ngày hôm sau diệp mặt vẫn không hề rời khỏi tiên tức lâu phủ tác không đại đế lại một lần nữa phái người tới mời lần này cấp bậc lại tăng lên rất nhiều người tới là một tiên đế mặt đen tôi là một duệ quản của phủ đại đế ngày hôm qua có nhiều thất lễ kính xin diệp tông chủ trọng lòng tha thứ tuy tu vi diệp mặt chỉ có tiên đế sơ kỳ nhưng tiên đế hậu kỳ mặt đen này vẫn vô cùng khách khí dịp mặt cười ha ha một tiếng nói không dám ta đang muốn đi phủ đại đế nhìn xem cảnh tượng xa hoa bên trong không nghĩ tới tát không đại đế nể tình như vậy còn phái một huynh tới đón tiếp trước một huynh xin hãy dẫn đường đi Mục duệ quản trong lòng rất là nghi hoặc gã đâu có ngờ dịp mặt lại dễ nói chuyện như vậy căn bản là không cần gã nói lần thứ hai người ta đã đồng ý rồi đương nhiên như vậy là tốt nhất gã chỉ sợ dịp mặt tiếp tục đắng đo gã đã từng thấy hình ảnh diệp mặt chiến đấu tự nhủ cho dù là mình toàn lực ra tay cũng sẽ không phải là đối thủ của diệp mặt một khi táp không đại đế tự mình đến mời một tông chủ hạ thiên vực như diệp mặt vậy đối với táp không đại đế mà nói cũng là một chuyện mất mặt dưới sự nghênh đón của một duệ quản mấy người diệp mặt lần thứ hai đi tới phủ của táp không đại đế lần này diệp mặt không do dự cũng không có nửa phần đắn đo trực tiếp tiến vào phủ đại đế hắn vừa tiến vào phủ đại đế liền có một loại cảm giác đã từng quen biết Diệp mặt rất rõ ràng loại cảm giác này không phải trí nhớ của hắn đang tác quái, mà là một màn cảnh tượng lúc trước trong đường luân hồi kia đang tác quái. Ha ha, hôm nay Diệp Tông chủ thanh danh lan xa, có thể tới đế phủ của ta, táp không rất là vinh hạnh a. À, mấy người Diệp mặt còn chưa tiến vào đại điện màu vàng kim, táp không đại đế đã từ chỗ ngồi đứng lên, thậm chí đi về phía trước vài bước, rất là nhiệt tình nói với Diệp mặt, Diệp mặt chỉ cười hì hì rồi lại cười nói ngài là một trong tứ đại đế, hôm nay có thể tới phủ đại đế của một trong tứ đại đế ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh nói lời xã giao khách sáo giả tạo xong tiên linh quả và tiên tử vừa hay được đưa lên tác không đại đế liền nói diệp tông chủ lần này mời cậu đến thật ra ta ngược lại có một số việc muốn thương lượng với cậu không biết diệp tông chủ có thời gian riêng hay không đương nhiên đệ tử trong tông môn của cậu bên ta có người chuyên môn nên đón cũng không phải tác không đại đế thiếu kiên nhẫn ông ta căn bản là không coi diệp mặt ra gì vừa gặp mặt đã muốn bảo diệp mặt đẩy ba người đường bắc phi đi chỗ khác diệp mặt không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói không cần chuyện của ta không phải là không thể nói với mọi người đi cùng ta đều là đệ tử ưu tú trong tông môn của ta thấy diệp mặt không nghe theo mình đuổi ba người đường bắc phi lui ra tác không đại đế sầm mặt lại lập tức có chút không vui nhưng đây chỉ là trong nháy mắt mà thôi trong nháy mắt ông ta đã khôi phục dáng vẻ tươi cười bắt đầu nói như thế cũng được ta nghe nói Diệp Tông Chủ có một con long mã, không biết có thể gọi ra đây cho ta mở mang tầm mắt hay không, đương nhiên không có vấn đề gì, Diệp mặt không chút do dự nói, sau khi nói xong, hắn tùy ý liền kêu vô ảnh ra, quả nhiên là long mã, trên. Mặt táp không đại đế lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy trong miệng ông ta nói đây quả nhiên là long mã, nhưng chỉ có trong lòng ông ta biết rõ, đây tuyệt đối không phải là long mã, ông ta chưa bao giờ thấy qua loại tiên yêu thú này, nghe nói còn có thể nuốt chững lĩnh vực và thần thông, loại tiên yêu thú này quả thực rất nghịch thiên, không biết con long mã này của Diệp Tông Chủ là từ chỗ đâu mà có, ta nghe người ta nói lúc trước long mã này đã từng xuất hiện trong tiểu thiên vực, tác. Không đại đế chỉ nhìn thoáng qua vô ảnh, lập tức liền hạ quyết tâm, vô ảnh này ông ta nhất định phải lấy về tay mình, Diệp mặt bỗng nhiên đứng lên nói tác không đại đế, vấn đề này nói ra thì rất dài dòng, ta nghe nói phủ táp không đại đế có một vườn tiên cực lớn, không biết Diệp mổ có thể thăm thú một chút hay không, đương nhiên ta sẽ vừa đi vừa nói cho đại đế biết rõ lai lịch con long mã của ta táp không đại đế tiên nguyên nội liễm khí tức hùng mạnh vô cùng diệp mặt vừa thấy đã biết người này là kẻ thực lực mạnh nhất trong số mấy tiên đế mình đã từng gặp nếu như hắn chưa thăng cấp đến tiên đế ở trước mặt người này căn bản là không đáng để nhìn đến dù là hắn tu luyện đến tiên công viên mãn cũng còn lâu mới là đối thủ của người này, Diệp Mặc nhớ tới Hạo Thiên Đại Đế cũng là một trong tứ đại đế lúc trước có nói, tát không đại đế biểu hiện ra tu vi là thấp nhất trong bốn người trên thực tế ông ta mới chính là kẻ sâu không lường được nhất hơn nữa cơ mưa vô cùng thâm trầm không ai có thể biết rõ trong lòng ông ta đang nghĩ gì hiện giờ xem ra hạo thiên đại đế kia thật đúng là hiểu rất sâu sắc về tát không đại đế này đương nhiên không có vấn đề dịp tông chủ mời tát không đại đế lập tức đứng lên cười ha ha đưa tay chỉ ra ngoài điện Hiển nhiên là muốn dẫn dịp mặt đi thăm vườn tiên của ông ta một chút Dịp mặt muốn đi thăm vườn tiên của táp không đại đế Chỉ có một mục đích là hắn rất muốn biết nơi mà lúc trước mình và Người phụ nữ bị táp không một cước đá xuống kia là nơi nào Còn một mục đích nữa Chính là hắn rất muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc đã đi đâu rồi, vườn Hoa tiên của táp không đại đế đúng là xa hoa Ở đây bất kể là bất cứ lúc nào cũng đều ôn hòa như xuân Bốn phía đều phồn hoa như gấm các loại tiên linh khí mùi thơm ngát tràn đầy năm giác quan hoàn toàn có thể làm cho thể xác và tinh thần người ta trầm tĩnh lại diệp mặt phát hiện cho dù là trong hậu hoa viên này tách không đại đế cũng bố trí không ít cấm chế không ngờ một cái rồi lại một cái thần thức của hắn căn bản là không có cách nào quét hết toàn bộ hoa viên mà chỉ có thể nhìn thấy nơi tầm mắt nhìn tới diệp tông chủ nếu như cậu nhìn thấy tiên linh hoa mà cậu khá là ưa thích trong chỗ này của ta ngươi cứ lấy đi táp không đại đế đi theo ở bên cạnh tỏ ra rất là rộng lượng nhưng diệp mặt lại nhìn ra ông ta đối với hoa cỏ ở nơi này rất là để ý vậy thì cảm ơn táp không đại đế rồi diệp mặt không chút khách khí chắp tay tiện tay liền đào một gốc tân phân liên hoa lên thu vào trong chiếc nhẫn của mình táp không đại đế ánh mắt thu hẹp lại một chút ông ta không thể tưởng được mình tùy ý nói một câu tên diệp mặt này thật đúng là không khách khí Gốc cây Tân Phân Liên Hoa này là thập đại tiên hoa đứng đầu vườn hoa của ông ta, cũng gọi là Tân Phân Niên Hoa. Chẳng những đẹp đẽ xinh tươi, mỗi một năm lại có màu sắc và hoa văn không giống nhau, hơn nữa còn chứa đựng một loại đạo vận. Quanh năm quan sát đối với lĩnh ngộ tiên đạo thần thông của chính mình cũng có trợ giúp rất lớn. Chính ông ta cũng chỉ có một cây này mà thôi, hơn nữa không có cách nào trồng được cây thứ hai bây giờ bị dịp mặt đào đi, cho dù là cuối cùng cũng lấy ra từ trong nhẫn của hắn thôi, nhưng vậy cũng có chút tổn thương rồi, Bắc Vi, Ninh Nga, Quốc sư tỷ các cô nhìn thấy hoa gì đẹp, cũng không nên khách khí, nếu đại đế đã mở lời, chúng ta mà khách khí đại đế cũng mất hướng đấy, dịp mặt không những tự mình đào, còn thuận miệng dặn dò ba người đường Bắc Vi, lão đại, hoa này ăn được không, thời gian vô ảnh ở cùng với dịp mặt là dài nhất, tâm tư dịp mặt nó lập tức sẽ biết, chỉ cần lão đại nói ăn được, nó lập tức liền ăn sạch một mảng lớn, dịp mặt biết nếu quả thật ăn mất một mảng lớn, hắn và tác không đại đế đoán chừng lập tức sẽ đánh nhau to rồi tác không đại đế nghe thấy vô ảnh nói vậy vội vàng xen vào khơi mào chủ đề nói diệp tông chủ long mã này của cậu thoạt nhìn rất là không tệ không biết có thể nói một chút về lai lịch của nó hay không lúc trước tiến vào tiểu thiên vực cũng là con long mã này phải không diệp mặt nói sau khi tiến vào hoa viên sẽ tự thuật lai lịch của long mã mà nhưng bây giờ hắn còn chưa nói lai lịch của long mã thì đã đào cho mình một gốc tân phân niên hoa trước rồi vô ảnh đại đế đại nhân hỏi lai lịch của ngươi tự ngươi nói đi hoa lúc nào cũng có thể ăn bây giờ là lúc trả lời vấn đề dịp mặt trời la vô ảnh một câu bản thân hắn vẫn đang tìm cái bậc thang lúc trước hắn bị đá xuống kia đó là chuyện cực kỳ lâu trước kia rồi khi đó ta còn chưa phải là long mã vô ảnh chỉ nói một câu sau đó liền ngừng lại nhìn dịp mặt hỏi lão đại lúc ấy em là cái gì ấy nhỉ ngươi là sâu, dịp mặt tức đến nỗi thiếu chút nữa đánh ra một cái tác, hắn muốn để vô ảnh nói một cái lai lịch đáng tin cậy chút, lời tên này nói quả thực. Không đáng tin cậy chút nào, đúng, em là sâu, lão đại không nhắc nhở em cũng quên em vốn là một con sâu, vô ảnh vẫn còn đang lẩm bà lẩm bẩm, dịp mặt lại trông thấy sắc mặt tác không đại đế đã u ám muốn chảy ra nước rồi, sở dĩ tác không đại đế đến bây giờ còn chưa động thủ, không phải là tính tình ông ta tốt, mà là bởi vì ông ta rất muốn biết lai lịch của vô ảnh diệp mặt đã phát hiện trong lúc vô tình hắn nói vô ảnh là con sâu cũng quả thật là không có nói sai nhưng bây giờ hắn lại không muốn đánh nhau với táp không đại đế hắn còn chưa tìm được nơi mình muốn tìm hắn không đợi vô ảnh tiếp tục lải nhải đã đánh ra một cái tác, im ngay chờ khi vô ảnh cục đầu nhảy đến bên người đường bắc vi diệp mặt mới ấy nấy chấp tay nói với táp không đại đế tiên sủng này của ta bị ta làm hư rồi nó vốn là một con phạm hắc la mã nhưng bởi vì có một ngày cắn nuốt một cây la tiêu ngô một, sau đó thì tự động tiến hóa thành bộ dáng như thế này. Úc Kim Hương nghe thấy Diệp Mặt nói vậy, lập tức bất mãn trợn mắt liếc Diệp Mặt, tên này coi mình là ngựa rồi. Diệp Mặt nhất thời nghĩ đến cây la tiêu ngô một là bảo vật tối thượng có thể thay đổi hình thể thậm chí cải tạo tiên linh căn, lại quên Úc Kim Hương cũng nhờ la tiêu ngô một nên mới nặng lại được thân thể. Bị Úc Kim Hương liếc mắt, lập tức biết là mình nói sai, chỉ có thể cười cười xấu hổ, la tiêu ngô một, táp không đại đế kinh ngạc lập lại một câu, vật này đối với bất cứ người nào mà nói đều là tiên linh bảo vật chí cao vô thượng, lại không thể tưởng được đã bị tiên sủng này của dịp mặt ăn mất rồi, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn có chút hoài nghi, Phạm Hắc La Mã đúng là rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Phạm Hắc La Mã đã ăn la tiêu ngô một thật sự có thể tinh lọc trở thành loại tiên linh thú vô cùng nghịch thiên này sao? Táp đế đại nhân, vị phong đại đế tới chơi, Táp không đại đế còn đang nghi ngờ chuyện phạm hắc la mã cắn nuốt la tiêu ngô một, có phải thật là có thể mọc ra cánh màu vàng hay không? Tên tiên tôn hậu kỳ ngày hôm qua nên đón dịp mặt kia đã tới đây bẩm báo rồi, táp không đại đế lập tức nói với dịp mặt vị phong đại đế là thiên chủ của thanh vi thiên, dịp tông chủ có muốn cùng với ta đi gặp một chút hay không, dịp mặt vội vàng khoát tay nói táp đế, con người của ta bụng dạ thẳng thắng. Ta và vị phong quan hệ không thân, lần trước còn đánh nhau to một khi đi ra ta và ông ta đánh nhau ở phủ đại đế của ông truyền ra cũng không phải chuyện vẻ vang gì đại đế cứ đi chào hỏi vị phong kia đi chúng ta đã quen thân như vậy rồi ngài không cần phải để ý đến ta huống hồ ta cũng rất thích cái vườn hoa tiên này vậy ở chỗ này xem hoa cũng được mà chuyện này táp không đại đế không thể tưởng được diệp mặt mặt dày như vậy ông ta và diệp mặt lúc nào thì thân như vậy hả nhưng bây giờ diệp mặt nói như vậy ông ta cũng không tiện nhiều lời dù sao lời diệp mặt nói là sự thật hắn thật sự đã từng đánh nhau với vị phong tiên đế diệp mặt đã nói như vậy táp không đại đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói đã vậy thì diệp tông chủ ở chỗ này ngắm hoa đi ta bảo một duệ quản tiếp đón cậu một lát chuyện đó cũng không cần đâu diệp mặt lại cự tuyệt nói cảnh đẹp như thế này ta cùng mấy tiên nữ ở đây ngắm hoa càng cảm thấy ở đây không tệ đợi vị phong đi rồi đại đế có thể gọi ta lúc nào cũng được táp không đại đế hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì được bây giờ ông ta vẫn chưa thể đánh nhau cùng diệp mặt ông ta nhất định phải hỏi rõ một số việc xong mới có thể ngã bài với diệp mặt ví dụ như lúc trước ở không gian sát cơ diệp mặt làm thế nào mà ra ngoài được còn nửa cấm chế ở sân sau của cung điện kia diệp mặt lại làm thế nào mà phá vỡ được thậm chí diệp mặt tu luyện là công pháp gì được truyền thừa từ đâu những vấn đề này hiện giờ ông ta một cái cũng chưa hỏi vị phong đại đế tới thực không phải lúc nhưng vị phong đại đế lại là thiên chủ của thanh vi thiên thiên vực lớn nhất rất nhiều chuyện ông ta cần có vị phong đại đế hỗ trợ lại không cách nào thờ ơ với vị phong đại đế đã vậy một lát nữa ta sẽ trở lại táp không đại đế vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình mau chóng đi làm yên lòng vị phong đại đế sau đó lại đến tìm dịp mặc tính sổ táp không đại đế vừa đi chung quanh tuy còn có một vài tiên tôn và hai gã tiên đế sơ kỳ giám thị hắn dịp mặc lại không để ý chút nào thần thức đao của hắn mạnh mẽ bổ ra không có tác không ở đây hắn nào còn kiên dè gì nữa hoa viên của tác không đại đế giống như bị lột sạch quần áo vậy sạch trơn trước mặt diệp mặt chỉ trong thời gian mấy hơi thở diệp mặt thoáng chấn động một cảm giác đã lâu xông lên đầu chuyện gì xảy ra anh đường bắc vi vẫn luôn ở bên diệp mặt diệp mặt sắc mặt thay đổi cô lập tức nhìn thấy mọi người đi theo ta diệp mặt trầm giọng nói xong trong cái hoa viên này đã chuyển qua một hướng khác rất nhanh liền đi về hướng một con đường nhỏ lát ngọc thạch khác. Ba người đường Bắc Vi vội vàng đi theo, mười mấy hơi thở sau, mấy người dịp mặt đã xuất hiện ở đầu một dãy bậc thang khá dài. Hắn đứng trên cái bậc thang này nhìn chầm chầm cái này bậc thang này thật lâu không nói gì, cái bậc thang này hắn quá quen thuộc. Trước kia sau khi trông thấy cái bậc thang này ở luân hồi đạo của vấn đạo cát, hắn đã vô số lần nhớ tới, bây giờ gặp lại cái bậc thang này, loại quen thuộc kia khiến cho dịp mặt lập tức liền biết, cái bậc thang này chính là nơi lúc trước người phụ nữ kia lôi kéo mình bị tát không một cước đạp xuống anh anh làm sao vậy đường bắc phi thấy diệp mặt thật lâu không nói gì chỉ nhìn chầm chầm cái bậc thang này lại cất tiếng hỏi diệp mặt đang nghe truyện trên kênh tv audio cv thở dài chậm rãi nói rất lâu trước kia anh bị người ta từ nơi này một cước đá lăn xuống dưới a à, đường bắc Vi và úc kim hương ba người đồng thời kinh ngạc nhìn diệp mặt bị người từ nơi này đá lăn xuống dưới điều này sao có thể nơi này là phủ đại đế của tát không đại đế Diệp Mặc há có thể có cơ hội tới đây? Ai? Diệp Mặc bỗng nhiên dời ánh mắt nhìn chầm chầm về phía trong bụi hoa. Hắn trước đó bởi vì thần thức quét đến cái bậc thang này nên tâm thần bị khuấy động, mới không chú ý những vật khác. Hiện tại tâm trí hắn đã dịu lại, thần thức của hắn chưa có chạm đến trong bụi hoa có chút động tĩnh, hắn lập tức liền chú ý tới, hơn nữa đã nhìn thấy người trong bụi hoa là một người phụ nữ búi tóc kiểu hoa bách hợp, dung nhan cũng tú lệ, tu vi chỉ có đại la tiên, trong tay lại cầm một cái xẻng, hình như là một người trồng hoa. Chỉ có điều là ánh mắt có chút đơn điệu và thăng trầm bể dâu của cô biểu lộ tuổi tác của cô đã không nhỏ, ít nhất không phải như biểu hiện bên ngoài, thực xin lỗi, Linh Tú đã quấy rầy đến đại nhân ngắm hoa, người. Phụ nữ đại la tiên này sợ hãi không thôi luôn miệng nói, vốn dịp mặt cũng không hề để ý gì, nhưng khi người nữ đại la tiên này nói xong câu đó, dịp mặt lập tức dạy ra, hắn nhìn thấy dưới tai trái nữ đại la tiên này có một hình ngôi sao màu đen, nếu như không nhìn thấy cái hình vẽ này diệp mặt còn nghĩ không ra nhưng sau khi hắn trông thấy cái hình vẽ này lập tức trong tim bắt đầu thình thịch đập loạn xạ lúc trước khi hắn và người phụ nữ kia đã bị táp không đại đế một cước đá xuống bậc thang bên cạnh táp không đại đế còn có hơn 10 thiếu niên và mấy chục tiên tử cực đẹp người phụ nữ này chính là một trong số mấy chục tiên tử cực đẹp lúc trước chỉ có điều là lúc này dung mạo của nàng sớm đã già đi rất nhiều bởi vì lúc ấy cô có chút không đành lòng nhìn hai người bị táp không đại đế đá xuống bậc thang nên mới nghiêng mặt qua diệp mặt ở trong luân hồi đạo nhìn thấy rất rõ ràng tiên nữ nghiêng mặt qua kia dưới tai trái có một hình vẽ hình ngôi sao hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm bởi vì hình vẽ hình ngôi sao này diệp mặt lập tức liền nhớ lại dung mạo của nàng vậy mà cũng giống nhau đến mấy phần lúc này diệp mặt khẳng định người phụ nữ trước mắt này chính là tiên nữ quay đầu đi năm đó đại la tiên này bởi vì nghe thấy lời mình nói nàng nghĩ tới tình cảnh lúc ấy trong lòng có chút chấn động lúc này mới đánh thức mình từ trong hồi ức nếu đã khẳng định người phụ nữ này chính là người trước kia đã nhìn thấy mình bị đá xuống ở trong phủ táp không đại đế diệp mặt quyết định phải đem nàng đi từ từ hỏi vốn hắn còn muốn hỏi táp không đại đế cũng là vạn bất đắc dĩ bởi vì ở đây không có người nào khác biết nếu muốn biết đáp án nhất định phải hỏi táp không đại đế nhưng chỗ có hại khi hỏi táp không chính là một khi táp không không muốn trả lời hoặc là chuyện này có bí mật thì kết quả chính là đánh nhau to hơn nữa trước khi Diệp Mặt chưa điều tra rõ ràng, cũng không muốn đánh nhau với táp không đại đế này, nếu như đánh nhau, hắn không giết chết táp không, thì chính là đánh rắn động cỏ. Nói không chừng táp không sẽ làm cho những người biết mình và sự việc liên quan toàn bộ biến mất. Nếu vậy, hắn cũng không cách nào tìm được đáp án năm đó, cũng không cách nào tìm ra người phụ nữ kia là ai, đã đi đâu rồi, anh, đừng bắt phi lần thứ ba nhắc nhở Diệp Mặt, cô cảm giác anh trai sau khi đến nơi này có chút không đúng. Trước mắt, tiên tử trồng hoa này có chút căng thẳng và lo lắng nhìn anh trai anh trai lại một câu cũng không nói ha ha tiếng cười sang sảng của táp không đại đế truyền đến thần thức của diệp mặt lập tức quét đến táp không đại đế đã đi tới bên cạnh ông ta ngoại trừ vị phong đại đế ra còn có một hòa thượng hở ngực rõ ràng là phùng độ la hán phùng độ la hán đi thanh vi minh giang diệp mặt không biết từ lúc nào mà ông ta lại chạy đến đây rồi diệp huynh đệ Đại Hòa Thượng nghe nói lối đi lôi sát thần điện ở Thanh Vi Minh Giang kia lại đóng cửa rồi, nên chỉ có thể rời đi. Trở lại tiên thành Hồng Vũ nghe nói cậu đang ở phủ Đại Đế, ta lập tức cùng tới với vị phong Đại Đế. Cậu mời ta uống rượu đổ nương, ta nhất định phải mời cậu đi uống rượu, ha ha, phùng độ la hán cười không hề che đậy, hiển nhiên là tâm tình sản khoái cực kỳ, dịp mặt giờ mới hiểu được phùng độ la hán đi Thanh Vi Minh Giang để làm gì rồi, thì ra ông ta muốn đi lôi sát thần điện lối đi lúc trước của lôi sát thần điện là do mình mở ra, rất nhanh đã bị đóng lại rồi, lão hơn một năm sau mới tới, có thể đi qua được mới là chuyện lạ, nhưng nhìn thấy phùng độ la hán, diệp mặt trong lòng vẫn rất là vui vẻ, đại hòa thượng này nói chuyện thẳng thắn không có tâm địa gian dảo gì, kết bạn với loại người này thư thái vô cùng. Nếu phùng độ huynh đã nói như vậy, diệp mặt đương nhiên không có ý kiến, chúng ta bây giờ lập tức đi là được rồi, diệp mặt muốn lập tức mang nữ đại la tiên tên là Linh Tú này đi, sau đó tỉ mỉ hỏi han cho rõ, ba người Úc Kim Hương liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ với phùng độ hòa thượng, lúc trước ở băng La Tiên Thành, chính là phùng độ La Hán ra tay giúp đỡ, nếu không có phùng độ La Hán, các cô nói không chừng đều đã rơi vào tay vô già âm hà rồi. Táp không đại đế vội vàng ngắt lời nói cuốn. Rượu dễ nói chuyện, phủ đại đế chúng tôi mặc dù không có loại rượu đen đổ nương sát ý tràn trề kia, nhưng cũng có tiên tử cực phẩm không thua gì rượu đổ nương, chúng ta cùng đi tới đình ở cuối vườn tiên nâng ly 300 chén là tốt rồi. Diệp mặt vừa nghe những lời này của táp không đại đế, đã biết là đối phương sẽ không để cho mình dễ dàng rời đi đâu. May mà lần này tới là phùng độ hòa thượng, hòa thượng này và hắn cũng coi là người quen. Nếu như lại tới một đại đế quan hệ không tệ với táp không đại đế, nói thí dụ như Long Hà đại đế, vậy hắn nói không chừng sẽ bị mấy đại đế này vây công cho dù là tu vi của hắn có thuộc loại trâu bò đi nữa, cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ, huống chi, hắn còn mang theo ba người phụ thuộc nữa. Nếu như qua một hai năm nữa, chờ hắn cũng cố tu vi tiên đế sơ kỳ trong trận bàn thời gian rồi, lại thêm một viên đế một lam quả thăng cấp tiên đế trung kỳ, cho dù là ba đại đế này liên kết hắn cũng không sợ. Tiếc rằng hắn vừa mới thăng cấp tiên đế, nhất định phải tới nơi này gặp táp không đại đế, cho dù là hắn không đến, táp không cũng sẽ tìm đến hắn, dịp mặt đương nhiên không muốn ở lại cái nơi này uống rượu, vị phong đại đế đã đến, đã nói lên rằng Long Hà Đại Đế rất có thể sẽ đến. Hắn ở lại chỗ này nhiều thêm một chút, thì nguy hiểm cũng nhiều thêm một phần, ngay khi dịp mặt muốn hỏi tác không Đại Đế dẫn nữ Đại La Tiên tên là Linh Tú kia đi, thì nữ Đại La Tiên lại cúi đầu muốn lặng lẽ rút đi. Ngươi chờ một chút, dịp mặt vội vàng gọi nữ Đại La Tiên này lại, nữ Đại La Tiên này chỉ là một tôi tớ trong phủ Đại Đế mà thôi, dịp mặt gọi bà ta lại. Những người ở đây đều có chút cảm thấy kỳ quái, nữ đại la tiên kia nghe thấy dịp mặt gọi bà, lập tức liền đứng lại, không người nói với Diệp mặt đại nhân có việc gì xin cứ căng đặng điệp mặt từ trong giọng nói đã bình tĩnh vô cùng của nữ đại la tiên này, đã nghe ra là bà ta đã hiểu ý của mình, nói không chừng bà ta đã đoán được mình chính là cái. Người bị ném xuống luân hồi kia, Diệp mặt gật gật đầu, quay người chắp tay nói với Táp Không Đại Đế, Táp Không Đại Đế, tiên tử này tài năng chăm sóc tiên hoa thật sự là Diệp mặt đời này ít thấy, trong lòng bỗng nhiên nảy lòng yêu thích bởi vì ta cũng thích loay hoay nghịch hoa hoa cỏ cỏ chỉ là còn thiếu một người chăm nom không biết đại đế có thể bỏ những thứ yêu thích được hay không tặng tiên tử này cho diệp mổ vị phong đại đế hừ lạnh một tiếng tỏ ra khinh thường trong mắt ông ta diệp mặt đây là ý của túy ông không phải ở rượu có dụng ý khác bên cạnh hắn có ba cô gái cực đẹp bây giờ nhìn thấy tiên tử này có chút thanh tú lại muốn rồi quả thực là không biết xấu hổ mà ngay cả phùng độ hòa thượng cũng cho rằng diệp mặt là nghĩ như vậy bởi vì bên cạnh dịp mặt có rất nhiều cô gái. Hơn nữa chăm sóc một ít tiên hoa thông thường, căn bản cũng không cần tài năng gì, tác không đại đế cũng có chút hơi nghi hoặc, tiên tử này nếu như không phải có dịp mặt nhắc nhở, ông ta đã sớm quên ở một bên rồi, năm đó hình như là một tỳ nữ của mình, chỉ vì phạm sai lầm, thêm nữa là lớn tuổi tu vi lại không thể tăng, bị ông ta tùy ý nhét vào vườn tiên trong non hoa cỏ, mặc dù nói tỳ nữ có vài phần nhan sắc, nhưng bên người dịp mặt đã có người tuyệt sắc rồi, hắn căn bản là sẽ không thể nào vừa ý chứ. Chẳng lẽ đúng là vì muốn tìm người giúp chăm nom hoa cỏ, táp không đại đế không biết ý đồ của Diệp Mặc, lại cũng không muốn tặng tỳ nữ này cho Diệp Mặc. Không phải là không nỡ, mà là ông ta cảm giác Diệp Mặc muốn tiên tử không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Mặc với tư cách là khách ông ta mời tới, cũng đã mở miệng muốn có tỳ nữ này rồi, nếu như ông ta còn muốn từ chối thì thật là tổn hại đến thân phận, nếu như không có người ngoài ở đây thì còn may, bây giờ vị phong đại đế và phùng độ la hán đều đang ở đây nếu ông ta từ chối sẽ càng có vẻ không độ lượng tới đây tác không đại đế lập tức nhìn về phía nữ đại la tiên này giọng điệu bình thản hỏi ngươi mặc dù là một hạ nhân nhưng bất kỳ người nào ở phủ đại đế ta đều có quyền quyết định nơi mình muốn đi diệp tông chủ muốn mang ngươi đi ý của ngươi thế nào lời tác không đại đế nói giọng điệu bình thản hoặc nhìn cũng không có gì đặc biệt nhưng ngay cả phùng độ hòa thượng đều nghe ra là tác không đại đế không muốn tặng tiên tử này cho diệp mặt ông ta là một đại đế muốn tặng đi một tiên tử trong phủ của mình sao còn cần trưng cầu ý kiến của tiên tử này hơn nữa tuy ngữ khí ông ta bình thản nhưng trong sự bình thản kia chứa đựng vẻ nghiêm khắc tiên tử vẫn luôn ở lại phủ đại đế không thể nào nghe không hiểu dịp mặt nghe nói như thế lông mày lập tức nhíu lại tác không đại đế vậy mà không muốn thả người cho dù là tác không đại đế không muốn thả người hắn cũng phải mang tiên tử này đi dù là cuối cùng phải trắng trợn cướp đoạt hắn cũng phải cướp đi, mọi người đều cho rằng tiên tử này không muốn rời đi, mà ngay cả táp không đại đế cũng biết mình nói ra những lời này, tỷ nữ này trong phủ của ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý dịp mặt mang cô ta đi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tiên tử này lại lập tức không người bái táp không đại đế, nói rất cảm ơn táp đế đại nhân, tiên tử bằng lòng đi cùng vị dịp tông chủ đây, chăm sóc vườn hoa tiên cho dịp tông chủ táp không đại đế. Sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt lập tức trở nên u ám, nếu như không phải là có người ngoài ở đây, ông ta đã sớm một cái tác đập tiên tử này thành mảnh vụn rồi, chỉ là một tiên tử tầm thường với ông ta mà nói, cũng chỉ như hòn đá ven đường không quan trọng tí nào mà thôi, nhưng hòn đá kia lại dám vi phạm ý muốn của ông ta, điều này làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ, ông ta tuyệt đối không tin tỳ nữ này không nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông ta, tỳ nữ trong phủ đại đế lúc nào thì có quyền quyết định nơi mình muốn đi hay ở rồi hả, ha ha, được, ngươi tên là Linh Tú đúng không? Không tệ, không tệ. Về sau ngươi chính là tiên tử đầu tiên của mặt nguyệt tiên tông ta, dịp mặt lập tức cười ha ha, hắn căn bản là không đợi tác không đại đế nói gì, đã lấy ra một thanh tiên khí cực phẩm như ý bán nguyệt kiếm đưa cho nữ đại la tiên này nói đây là lễ gặp mặt ta cho ngươi, trước tiên cứ cất đi đã, rất cảm ơn tông chủ đại nhân, nữ đại la tiên này ngược lại là vô cùng khôn khéo, vội vàng cất tiên khí cực phẩm dịp mặt cho đi rồi đứng ở bên cạnh dịp mặt. Dịp mặt lại chắp tay nói với táp không đại đế táp đế rất cảm ơn ngài rồi ngài là một người bạn tốt a à. chẳng những tặng hoa cho ta còn tặng cho ta một tiên tử tốt như vậy không dám táp không đại đế sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh miễn cười nói đã vậy chúng ta đi uống rượu đi ta cũng đã lâu không có cùng vị phong đại đế và phùng độ hòa thượng uống rượu với nhau rồi lần này diệp tông chủ lại tới đây càng tăng thêm vài phần náo nhiệt diệp mặt còn lâu mới đi uống rượu ánh mắt của hắn và vô ảnh hơi chút chạm nhau Vô ảnh đã biết rõ ý tứ của lão đại, lập tức đánh cái hắt hơi kinh hãi nói ra nha. Lão đại không xong rồi, diệp mặt trong lòng thầm khen vô ảnh, tên này quả thực đúng là con dung trong bụng mình, tuy đôi khi không đáng tin cậy, nhưng phần lớn đều vẫn có ích đấy. Bây giờ vô ảnh bày ra cái bộ dạng không xong, diệp mặt sầm mặt lại hỏi trước cuộc là cái gì không xong, có cái gì đáng kinh ngạc hả? Lão đại, anh đã quên chuyện ngày hôm qua sao? Bảo hôm nay đi, anh bây giờ còn chưa đi nếu người ta đánh tới cửa, thì há chẳng phải là không xong, vô. Ảnh vắt hết óc cũng không có cách nào nghĩ ra được chuyện gì tương đối quan trọng, chỉ có thể nói chuyện ngày hôm qua, dịp mặt biết rõ ý nghĩ xấu trong bụng vô ảnh mặc dù nhiều, nhưng chủ ý của nó thật sự là không nhiều lắm, đành phải vỗ tay một cái có chút ấy nấy nói với táp không đại đế, táp đế, ngày hôm qua ta đã hẹn bạn bè, hôm nay tới bái phỏng táp đế vậy mà lại quên mất chuyện này. Cho nên ta phải cáo từ trước rồi, lần sau lại đến phủ đại đế thăm hỏi táp đế táp không đại đế sao mà không biết là diệp mặt lấy cớ muốn đi nhưng cho dù là phùng độ la hán đã đến hắn cũng đừng mong ra khỏi phủ đại đế của mình sự lợi hại của diệp mặt ông ta có từng nghe nói qua nếu như hôm nay để cho hắn ra được lần sau lại dụ dỗ hắn tới nơi này còn không biết phải qua thời gian bao lâu nữa cho dù táp không đại đế biết là mình dù ở bên ngoài cũng có thể giết chết diệp mặt nhưng ông ta không phải là một người thích phiền toái có thế dễ dàng bắt giữ đối phương cần gì nhiều chuyện hơn nữa ông ta còn nghe tiên đế vô hồi nói dịp mặt cực giỏi về đào tẩu ngay khi táp không đại đế tìm không thấy cái cớ gì tốt tiên tôn nạp minh người quản sự lúc trước đi tiên thành băng la mời dịp mặt bỗng nhiên từ phía sau đi tới bi thương mà nói táp đế đại nhân xin hãy làm chủ cho tôi lúc trước tôi đắc tội dịp tông chủ không nghĩ tới đại đế ngài chỉ đi có một lát dịp tông chủ vậy mà lại phát rồ tại hậu viện cường bạo đạo lữ của tôi, tác không đại đế sắc mặt lập tức trở nên đen kịch, diệp mặt, ta có lòng mời ngươi đến phủ đại đế làm khách, ngươi lại phát rồ như vậy. Ngay cả đạo lữ của người làm trong phủ ta mà cũng dám xâm phạm, nếu như không bắt ngươi lại, tác không ta há còn mặt mũi nào ở lại tiên giới nữa, nói xong tác không đại đế cả người sát khí đã cuồn cuộn tràn ra, lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ đã mở rộng ra. Muốn hoàn toàn bao phủ mấy người dịp mặt lại, phùng độ la hán và dịp mặt quan hệ không tệ, cũng cảm giác diệp mặt là một người tốt tiên tôn nạp minh nói diệp mặt vừa đến đã cường bạo đạo lữ của gã khiến cho ông có chút không tin cho lắm nhưng nghĩ đến chuyện diệp mặt ngay cả một tiên tử cũng muốn mang đi bên cạnh hắn còn có ba mỹ nữ trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút lúc này ông nhìn thấy táp không đại đế muốn động thủ vội vàng nói táp đế khoan động thủ đã trước tiên phải hỏi rõ vấn đề đã rồi nói sau phùng độ la hán đây là chuyện bên trong phủ táp đế chúng ta là người ngoài tốt nhất vẫn không nên nhúng tay vào không đợi tác không đại đế trả lời vị phong đại đế đã kéo phùng độ hòa thượng đi sang một bên lão già vô học bổn đế đi ra ngoài trước muốn đánh nhau bổn đế sẽ tiếp đãi diệp mặt nói xong lập tức thu lại vô ảnh đồng thời nắm lấy tiên tử kia trước tiên bóc nát ngọc bài truyền tống tự mình luyện chế lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ giải phóng ra sau một khắc lĩnh vực trói buộc mấy người bọn họ vỡ vụn thành từng mảnh tác không đại đế trông thấy diệp mặt muốn đi cười lạnh một tiếng nói muốn đi đừng có nằm mơ đã ở trong pháp bảo động phủ của mình còn muốn đi nếu như vậy rồi mà cũng để cho diệp tông chủ ngươi đi táp không ta cũng không cần xưng vương xưng bá tại tiên giới rồi nhưng sắc mặt ông ta rất nhanh thì đã thay đổi ông ta phát hiện ngay khi ông ta phát động pháp bảo động phủ lại bị cái gì đó trói buộc lại đây là trận pháp trói buộc pháp bảo động phủ của mình táp không đại đế kinh nghiệm phong phú thuần thục vô cùng trước tiên liền hiểu chuyện gì xảy ra rồi pháp bảo động phủ của mình bị trận pháp đỉnh cao trói buộc cho dù ông ta muốn lấy pháp bảo động phủ của mình xuống từ trong trận pháp này cũng cần thời gian mấy hơi thở đáng tiếc hình như lúc này mấy người diệp mặt đã được một đoàn ánh sáng trắng vây quanh trong chớp mắt diệp mặt và mấy người bên cạnh hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đừng nói mấy hơi thở chỉ là thời gian một hơi thở cũng chưa tới táp không đại đế sắc mặt tái xanh trong pháp bảo động phủ của mình lại để cho diệp mặt chạy mất đây quả thực là sỉ nhục quá lớn với thân phận và kinh nghiệm của đại đế như ông ta lúc này sao còn có thể không nghĩ đến sở dĩ ngày hôm qua dịp mặt chưa đến, chính là vì đi bố trí cái đại trận trói buộc này. Rất rõ ràng là ngày hôm qua dịp mặt tại cửa động phủ của mình, thì đã nhìn ra phủ đại đế của ông ta là một pháp bảo động thiên, người này quả nhiên đáng sợ, loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời khỏi thanh vi thiên, khi ông ta đang muốn ra ngoài truy sát. Thần thức đã quét đến dịp mặt ở bên ngoài động phủ của ông ta, ông ta biết, mình không cần đi đuổi theo. Người ta căn bản là không sợ ông ta, sau khi đã ra khỏi động phủ của ông ta căn bản là không có đi dịp mặt xác thực là không có đi khi còn là tiên tôn hắn còn không sợ vị phong đại đế hiện tại hắn cũng đã là tiên đế rồi so với lúc trước không biết đã dũng mãnh tới đâu rồi há có thể e ngại tát không đại đế tát không đại đế lợi hại hơn vị phong đại đế thì sao chứ hắn cũng không tin có thế lợi hại đến mức hắn không có sức đánh trả luôn úc sư tỷ chị và vô ảnh mang theo mấy người còn lại lui ra phía sau vô ảnh nhớ bảo vệ những người khác dịp mặt đã phóng ra tử đao đồng thời dặn dò vô ảnh vội vàng nói lão đại em giúp anh động thủ dịp mặt lắc đầu nói chỉ là một táp không tầm thường ta còn chẳng coi ra gì cho dù là ta không giết chết ông ta ông ta cũng không làm gì được ta ta không giáo huấn ông ta một trận ông ta còn tưởng rằng ông ta chính là lão đại của toàn bộ tiên giới này rồi dịp mặt thăng cấp tiên đế thời gian mới có mấy ngày còn chưa động thủ lần nào bây giờ đánh với táp không đại đế rất đúng ý hắn táp không đại đế là tiên đế đứng đầu tiên giới ít nhất ngoài mặt ông ta là tiên đế đứng đầu đây chính là đối tượng thí luyện đáng giá nhất để hắn xem xem thủ đoạn sau khi mình thăng cấp tiên đế đi đồng thời diệp mặt cũng biết muốn cho người ta không dám ngấp nghé mặt nguyệt tiên tông chỉ có tin tức một trận chiến với táp không được truyền đi lúc này mới có lực uy hiếp chân chính chờ vô ảnh và mấy người lui ra phía sau diệp mặt phóng ra hắc thạch cân của mình đập xuống cửa lầu của táp không đại đế bình, bản hiệu cực lớn viết bốn chữ, phủ táp không đế, bên ngoài phủ của táp không đại đế, bị một quả cân này của dịp mặt nện cho nát bấy. Cái bản hiệu này dầu gì cũng là một món tiên khí, đương nhiên chủ yếu nhất là đại biểu cho mặt mũi của táp không, dịp mặt một cú này nện cho không còn, nhảy ranh, mày dám, táp không đại đế đã rơi xuống bên ngoài phủ của ông ta, đoạt hồn thanh vân bút đã phóng ra. Táp không ông ta từ khi thành danh đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua ai dám động thủ với động phủ của ông ta, dịp mặt lại dám đánh vào phủ đại đế của ông ta dưới con mắt ông ta, loại chuyện này nếu như ông ta có thể nhịn xuống được, thì ông ta cũng không phải là tác không đại đế rồi, phùng độ la hán theo sau tới vô cùng kinh ngạc nhìn dịp mặt, ông không thể tưởng được dịp mặt vừa mới thăng cấp tiên đế mà đã điên cùng như thế. Lôi kiếp của dịp mặt ông đã từng thấy, đó là lôi kiếp nghịch thiên, nhưng cho dù có là lôi kiếp nghịch thiên đi nữa, cũng không thể nào là đối thủ của tác không đại đế chứ ngay trước mặt táp không đại đế, đánh bể cửa lầu của phủ táp không đại đế. Đây là trắng trợn khiêu khích A, à, vị phong đại đế khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, ông ta cũng không cảm thấy kỳ quái, ở đây ông ta cũng coi như là người hiểu khá rõ về dịp mặt. Người này chính là một tên điên, hắn có thể ngang nhiên tiêu diệt tiên khuyết thương hội, dám trực tiếp khiêu chiến ông ta, thậm chí cướp đoạt tuyệt tiên kim cốt cung của trí tông tiên đế ở cửu kiền đế tông, còn có chuyện gì mà hắn không làm được đừng nói làm nổ tan tấm bản phủ táp không đại đế, cho dù là sang bằng phủ đại đế của táp không thành đất bằng, đoán chừng hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, dịp mặt trông thấy táp không đại đế phóng ra đoạt hồn thanh vân bút, hắn lập tức thu hắc thạch cân lại, hắn biết hắc thạch cân của mình so với táp không cấp bậc đại đế còn kém một ít. Quả cân này của hắn nện tiên phủ của người ta thì được, chứ đánh nhau thì còn phải dựa vào tử đao của hắn. Chỉ có điều là đẳng cấp của tử đao bây giờ đã theo không kịp tu vi của hắn rất nghiêm trọng rồi, cũng may hắn còn có thần thông đỉnh cao chỉ nói có bốn chữ táp không đại đế liền không nói nhảm nữa đoạt hồn thanh vân bút đã phóng ra một dòng sát vận ầm ầm lao ra lúc thanh vân bút xẹt ra còn là một chữ hoàng lớn chừng cái đấu đợi chữ hoàng kia rơi xuống toàn bộ không gian chung quanh đều đã bị cái chữ này bao trùm nếu như không phải là táp không đại đế e ngại động phủ của mình và thanh vi thiên mảnh không gian này đều đã bị sát vận của cái chữ này hoàn toàn tiêu diệt rồi Sát ý thăng trầm bể dâu viễn cổ liên tục tuôn ra, hoàn toàn khác với sát ý thô bạo trên thanh vi Minh Giang. Ngay cả vị phong đại đế và phùng độ La Hán cũng phải mở rộng lĩnh vực của mình để tự bảo vệ mình. Khi chữ Hoàng này của táp không đại đế viết ra, phùng độ La Hán càng cực kỳ chấn động. Theo bản năng thốt lên đây là thần thông hồng mông lục tự, vị phong đại đế trong lòng cũng thất kinh. Ông ta biết rõ táp không đại đế vẫn luôn che giấu một ít bản lãnh, chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của ông ta ở chỗ nào nhưng sau khi táp không đại đế phóng ra cái chữ hoàng này, vị phong đại đế đã biết, cho dù là hai vị phong đại đế đoán chừng cũng không phải là đối thủ của táp không, thần thông hồng môn lục tự đương nhiên là ông ta cũng rõ, phùng độ la hán chính vì vậy mà kinh hoàng, là vì thần thông sáu chữ này là thần thông đỉnh cao của đạo gia, là đòn sát thủ có khả năng chống lại thần thông Phật môn của đạo gia. Nếu táp không đại đế đã có được thần thông sáu chữ này, cũng có nghĩa là ông ta cũng có khả năng là đã lấy được truyền thừa đỉnh cao của đạo gia, thần thông hồng môn lục tự trên thực tế cũng không phải chỉ có 6 chữ, mà là 8 chữ, hoàng huyền địa thiên vũ trụ, hồng hoang, vũ trụ và hồng hoang mặc dù là bốn chữ, lại là lợi hại nhất trong thần thông hồng môn lục tự, nhưng bốn chữ này lại vẫn luôn được cho rằng là hai chữ cuối cùng trong thần thông hồng môn lục tự, bởi vậy, rõ ràng là thần thông 8 chữ, lại gọi là thần thông hồng môn lục tự này vị phong tiên đế chú ý nhìn chầm chằm dịp mặt cái ông ta chú ý không phải là sự sống còn của diệp mặt và là muốn biết diệp mặt có thể ngăn trở chữ thứ nhất trong thần thông hồng môn lục tự hay không nếu như diệp mặt không ngăn được vậy là nói rõ lúc trước khi diệp mặt và ông ta đối chiến có thế chỉ là tu vi tiên đế sơ kỳ nếu như diệp mặt ngăn được vậy là nói rõ lúc trước diệp mặt đúng là đã dùng tu vi tiên tôn để chống lại mình sát ý vô biên vô tận ngay trong lĩnh vực như thực chất của táp không đại đế gần như tiêu diệt hết những gì ẩn chứa trong mảnh không gian này xa xa ba người út kim hương tu vi hơi thấp, tức thì bị áp chế bay ngược ra ngoài, đừng bắt vi nếu như không phải là được lĩnh vực của vô ảnh che chắn cho, thì cô đã bị sát ý đột nhiên tới này đánh cho thành mảnh vụn rồi. Cho dù là Ninh Nga tiên tử và Úc Kim Hương cùng với tiên tử kia, cũng nhờ có vô ảnh cắn đi sát cơ áp lực đầy trời ập tới của chữ Hoàng kia, mới giữ lại được cái mạng, dịp mặt trong lòng kinh hải, hắn phát hiện mình chẳng hiểu chút gì về những tiên đế đứng trên đỉnh cao kia hắn không thể tưởng được tác không đại đế còn có thần thông mãnh liệt như thế một chữ hoàng này quả thực đã bao hàm hết toàn bộ sát ý trong thiên địa cùng lúc khi lĩnh vực của diệp mặt bị sát cơ của cái chữ hoàng này đánh bay ra hắn lập tức lại một lần nữa tăng cường lĩnh vực tiên đế của mình đồng thời thần thức vực cũng chồng thêm vào lĩnh vực của tác không đại đế lập tức bắt đầu yếu đi sát cơ của chữ hoàng kia cũng bị diệp mặt ngăn trở không hề cuốn sạch ba người đường bắc vi mà là hoàn toàn cuốn về phía diệp mặt lúc này thần thức của diệp mặt đã quét đến ba người đường bắc phi đang bị thương lập tức giận tím mặt lão già này lại vô sĩ như thế ngay cả mấy người đường bắc phi cũng không buông tha hắn gần như điều động cả tiên nguyên cùng thần thức của mình lại mặc kệ sát ý từ chữ hoàng của tác không đại đế năm luồng lôi thương ầm ầm lao ra sau một khắc toàn bộ không gian đều hoàn toàn bị lôi điện màu đen diệp mặt phóng ra bao trùm năm luồng lôi thương có thể phát ra trong nháy mắt cũng có thể tích tụ rồi phát ra tích tụ rồi mới phát ra hiệu quả đương nhiên là dũng mãnh hơn nhiều so với phát ra trong nháy mắt rầm 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 tạch 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 vô số luồng lôi thương to bự như cự long từ trên không trung xả xuống bao lấy táp không đại đế lĩnh vực tiên đế của táp không đại đế dũng mãnh như vậy mà dưới loại lôi thương mạnh mẽ này không ngờ lại chẳng có chút lực ngăn trở nào xuất hiện từng đoạn từng đoạn vết nứt một loại sát thế hủy thiên diệt địa tuôn trào ra trong sự phẫn nộ của diệp mặt diệp mặt lại không giống như táp không đại đế hắn không có nửa phần kiên dè. Lôi thương vừa phóng ra đã toàn lực ra tay, nào còn quan tâm phủ đại đế gì đó của tác không, vị phong tiên đế ở bên cạnh xem mà biến sắc, ông ta lập tức biết là dịp mặt đã dũng mãnh hơn đâu chỉ mấy lần so với thời điểm lúc trước chiến đấu với mình. Không nói tới chuyện dịp mặt dám không thèm để ý gì tới thần thông chữ hoàng của tác không đại đế, chỉ nhờ vào uy thế của ngũ lôi thương sát này của hắn thôi, mình bây giờ đã ngăn không được rồi, phùng độ hòa thượng cũng nhìn mà âm thầm kinh hãi khó trách lôi kiếp của hắn có thể giết chết vô anh tiên đế. Lúc trước cho dù là lôi kiếp không cách nào giết chết vô anh tiên đế, Diệp mặt cũng có thể giết vô anh tiên đế, kẻ cảm thụ sâu sắc nhất đương nhiên là tác không đại đế, lúc này nỗi kinh hãi trong lòng ông ta là lớn nhất. Ông ta tận lực đi đánh giá cao Diệp mặt, lại không thể tưởng được Diệp mặt vậy mà lại lợi hại như thế. Lợi hại còn chưa tính, còn lớn lối như thế, đối với sát ý từ chữ hoàng của mình cuốn về phía hắn căn bản là không quan tâm, trực tiếp dùng sát trị sát. Chỉ có người không sợ chết mới làm ra hành động điên cuồng như thế, táp không đại đế cũng biết vì sao Diệp Mặt lại làm như vậy, đó là bởi vì mình muốn giết mấy người phụ nữ sau lưng Diệp Mặt, khiến cho Diệp Mặt phẫn nộ tới cực điểm, lôi thương mang theo sát thế càng sâu, hơn nữa mang theo mũi nhọn lộ ra rõ rệt, thậm chí cuốn hết sát ý trong chữ hoàng của táp không đại đế vào, táp không đại đế sắc mặt nghiêm túc, cất tay lại một lần nữa phóng ra một tấm trắng phòng ngự, cái tấm trắng này thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có người đã từng được chứng kiến mới biết đây là pháp bảo phòng ngự cấp cao nhất của táp không đại đế, lá trắng càng nguyên thánh, đối mặt với năm luồng lôi thương chưa từng có từ trước đến nay này của dịp mặt, ông ta cũng không dám dùng sát trị sát như dịp mặt, ông ta không có điên như dịp mặt, sau khi phóng ra lá trắng càng nguyên thánh, sát ý trong chữ hoàng của ông ta đã bị ngũ sát lôi thương của dịp mặt ngăn chặn, hình như không đánh được. Đến trên người dịp mặt, đoạt hồn thanh vân bút của táp không đại đế liên tục huy động không ngớt trong hư không, một chữ huyền lớn chừng cái đấu trong nháy mắt bay lên, đồng thời bắt đầu trở nên tràn đầy, giống như một nửa thiên vực rơi xuống phía trên chữ hoàng kia, chữ hoàng trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, sát ý đáng sợ hơn đột phá ngũ sát lôi thương và lĩnh vực tiên đế của Diệp mặt, trong nháy mắt này đã lấy tốc độ càng nhanh hơn đánh về phía Diệp mặt. Vị phong tiên đế yên lặng không nói, ông ta biết đây là thần thông sáu chữ liên sát, nếu như có thể làm được sáu chữ liên sát, cho dù diệp mặt là thánh đế đoán chừng cũng rất khó tránh thoát. nhưng vị phong tiên đế cũng biết, táp không đại đế cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào làm được sáu chữ liên sát. tối đa ba chữ liên sát đã rất giỏi rồi. diệp mặt biết rõ táp không đại đế vô cùng lợi hại, lại cũng thật không ngờ thần thông của táp không đại đế lại dũng mãnh như vậy. cùng lúc khi sát thế của chữ hoàng đột phá lĩnh vực của hắn, diệp mặt lại đánh ra năm luồng lôi thương. cùng lúc Diệp Mặc dùng thần thức dung thuật đánh ra liệt ngân thần thông, sát ý của chữ Hoàng cuốn lên sát mang lóa mắt trực tiếp đánh vào thân mình Diệp Mặc. Khi chữ Huyền kia ép xuống, Diệp Mặc cho dù là tiên thần thể hậu kỳ cũng không thể chịu đựng nổi, bị sát mang trong sát ý này đánh ra máu tươi. Nơi hắn đang đứng cho dù là có lĩnh vực tiên đế của hắn bảo vệ, cũng bị đánh cho. Chi năm xẻ bảy, hình thành một khe nước cực lớn, mà sát ý của chữ hoàng trong khe nước vẫn còn đang tung hoành. Dưới sát ý căn bản là không có ngừng nghỉ này, cái khe nước này lại càng lúc càng lớn, cùng lúc khi sát ý trong chữ hoàng của táp không đại đế đánh vào trên người diệp mặt, ngũ lôi thương sát của diệp mặt lại xé rách lĩnh vực của táp không đại đế. Diệp mặt sau khi thăng cấp tiên đế, sự khủng khiếp của ngũ lôi thương sát căn bản không phải là tiên đế đỉnh cao thông thường có thể so sánh được. Thêm nữa là thời điểm khi hắn thăng cấp tiên đế, thần thông ngũ lôi thương sát còn dung hợp thêm sát ý thô bạo trên thanh vi minh giang và vô số lôi nguyên cho dù là lá trắng càng nguyên thánh của táp không đại đế có là đỉnh cao đi nữa cũng bị năm luồng lôi thương từ trong hư không mà đến đánh cho ông ông nổ vang ngay cả không gian chung quanh cũng bị vỡ ra vô số vệt nứt vô hình dù là những vệt nứt vô hình này không lớn nhưng đây thật sự là dấu vết không gian bị nứt rồi gợn sóng không gian và vết nứt không gian do lá trắng càng nguyên thánh kích động còn chưa kết thúc năm luồng lôi thương khác của diệp mặt đã lại đánh xuống năm luồng lôi thương này lại không trực tiếp đánh trúng táp không đại đế mà là đánh vào đuôi của năm luồng lôi thương trước đó hình thành lôi thương điệp sát diệp mặt mỗi lần ra tay chính là liều mạng ra tay không có nửa phần kiên dè năm luồng lôi thương trước đó còn chưa bị đánh vỡ lại thêm uy thế của năm luồng lôi thương nữa lá trắng càng nguyên thánh của táp không đại đế lập tức trung lên thậm chí khí thế trên lá trắng càng nguyên thánh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi thành tựu tiên đế của táp không đại đế vô số năm, tiên nguyên vô cùng thâm hậu. Lão lập tức liền cổ động tiên nguyên và thần thức, muốn lần nữa tăng thêm lá trắng càng nguyên thánh, chỉ có điều không đợi tiên nguyên và thần thức của lão cổ động, thì một đường hư không liệt ngân vô hình vô ảnh liền dâng lên trong thức hải của lão, không được, đây là thần thông thần thức, táp không đại đế lập tức hiểu ra, là một tiên đế vô số năm rồi, lão làm sao không biết sự lợi hại của thần thông thần thức như nào lão không hiểu dịp mặt sao lại có được thần thông thần thức lợi hại như vậy. Thứ này căn bản không kém gì với vô song tiên đế khi tung hoành tiên giới, thậm chí còn mạnh hơn hơn vô song tiên đế một chút, chỉ có điều lão ý thức được thần thông thần thức thì cũng đã quá muộn rồi. Một đau này của dịp mặt cũng đã bổ trúng thức hải của tác không đại đế. Tác không đại đế liền cảm thấy thức hải của mình như có tiếng sấm vang qua, đáng sợ đến mức cực kỳ khó chịu. Một đường đao cầu vòng dài mấy nghìn trượng đột nhiên xuất hiện trong thức hải của lão, Khí thế của đường đao cầu vòng này khổng lồ vĩ đại, dường như muốn chém thức hải của lão sang hai bên. Táp không đại đế làm gì còn dám có nửa phần lãnh đạm nữa, thần thức điều động tạo thành một bức tường thần thức cực lớn, muốn chặn lại đường đao cầu vòng này của diệp mặt. nhưng đây là thần thông thần thức của diệp mặt, lại là đột nhiên phát ra. Nếu đã bị xâm chiến thức hải rồi, Táp không đại đế muốn dựa vào bức tường thần thức của mình chặn lại, thì quả thực quá khó. Chỉ trong nháy mắt, bức tường thần thức của lão phát ra những tiếng răng rắc cùng lúc đó, thức hải của lão cũng xuất hiện từng vết nứt, táp không đại đế lúc này liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, không chút do dự nuốt thêm một quả màu xanh, sau khi nuốt quả này rồi, thì thức hải của lão lập tức bắt đầu khôi phục lại, mặc dù vẫn nằm trong sự tấn công của thần thông liệt ngân của diệp mặt, cũng đã cản trở xu hướng suy tàn rồi. Thức hải của táp không đại đế bị đánh lén, lá trắng càng nguyên thánh. Không có sự bảo vệ của táp không đại đế, cũng không thể nào chặn lại được ngũ lôi thương sát của diệp mặt, bị ngũ lôi thương sát đánh bay. Năm đường lôi thương xuyên qua người táp không đại đế, mang theo năm đường máu tươi, táp không đại đế trực tiếp bị đánh bay, đập vào cửa động phủ của lão, phát ra những tiếng nổ vang. Nếu như không phải là lá trắng càng nguyên thánh, thì lần này táp không đại đế cũng sẽ bị ngũ lôi sát thương phân giải rồi. Lúc này táp không đại đế cũng không phải là táp không đại đế đầu đội đế miệng, thân mặt đế bào, uy nghiêm bức người như lúc trước nữa. Bây giờ tóc tai lão đã bù xù, sắc mặt tái mét, áo giáp trên người cũng vỡ tan tành rồi. Vài vết máu trên người lão mặc dù khôi phục rồi, nhưng toàn thân lão vẫn toàn là vết máu. Không phải lão có một quả thần ngọc thiềm, thì thức hải của lão cũng đã bị dịp mặt đánh lén cho rách nát rồi, tác không đại đế tay nắm chặt đoạt hồn thanh vân bút cũng có chút run rẩy rồi. Nếu như lão không bị dịp mặt đánh lén thức hải, thì bây giờ nói không chừng lão cũng chiếm thế thượng phong rồi. Thần thông hồng mông lục tự cao cấp của lão cũng có thể phát liền lúc ba chữ, đợi sau khi lão đánh chữ địa ra ngoài, thì Diệp Mặt tuyệt đối không thể chặn lại được, vì thức hải của lão bị đánh lén, kết quả chữ huyền còn chưa được đánh ra hoàn toàn, thì lão đã bị trọng thương rồi, mặc dù có đánh một lần nữa, thì lão tuyệt đối cũng sẽ không để thần thông dung thuật của Diệp Mặt đánh vào thức hải của mình, nhưng bây giờ cũng đã thiệt thòi trước rồi. Tay của lão có chút run rẩy, lão gắng sức đánh giá cao Diệp Mặt, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi Diệp Mặt không ngờ lại không kém lão một chút nào, bây giờ thức hải của lão bị trọng thương rồi, e rằng cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặt nữa rồi, trận này lão cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Lúc này trọng thương đối với lão mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng lão không muốn đánh nữa, Diệp Mặt lại không thể thuận theo lão. Mặt ngoài, Diệp Mặt cũng chẳng tốt hơn tát không đại đế là bao, sát ý chữ hoàng cộng thêm chữ huyền, cũng đã khiến thân thể của Diệp Mặt mang đầy thương tích. Vài đường sát đao cực nhỏ thậm chí cũng đã xuyên qua người Diệp Mặc, những vết thương mang đến bây giờ cũng không thể nào phục hồi được diệp mặt có tu vi luyện thể tiên thần thể hậu kỳ chẳng những năng lực hồi phục mạnh hơn nhiều cho dù năng lực chịu đòn cũng mạnh hơn nhiều cho nên diệp mặt mặc dù không có bất kỳ tiên giáp nào nhưng vết thương so với táp không đại đế cũng nhẹ hơn nhiều sau khi hắn phi ra từ trong khe rảnh mà sát ý chữ hoàng của táp không đại đế đánh ra tử đao cũng đã được bổ ra lần này không phải thần thức dung thuộc liệt ngân mà là thần thông liệt ngân thực sự diệp mặt biết rõ đối với loại người như táp không đại đế thần thông thần thức chỉ có thể đánh lén nếu như lặp lại nhiều lần thì cũng không có hiệu quả gì dừng tay lại táp không đại đế nhìn thấy diệp mặt căn bản cũng không suy nghĩ gì lại muốn tấn công tiếp vội vàng lớn tiếng nói diệp mặt làm gì còn để ý đến những lời nói nhảm của táp không đại đế muốn đánh thì đánh muốn dừng thì dừng táp không lão cho rằng lão là ai cơ chứ lúc này tử đao của hắn cũng đã chém ra đường đao màu tím mấy vạn trượng bao trùm lấy nửa người của táp không đại đế táp không đại đế bị chìm đắm trong màn đao màu tím mấy vạn trượng này sau khi đánh liệt ngân ra sát cơ xung quanh nghìn dặm đều bị đường đao này của diệp mặt cuốn đến những sát thế không gian đó trong nháy mắt liền tích tụ lại trở nên vô cùng ác liệt thậm chí còn mang theo khí tức thô bạo và tiếng sấm vang diệp mặt sau khi từ thanh vi minh giang trở về sát thế của hắn cũng đã hình thành một hệ thống độc lập cộng thêm hắn đã thăng cấp lên tiên đế trong lôi kiếp dung hợp cùng với sát ý của hắc tử đổ nương. Sát thế trong thần thông lại càng lộ rõ tài năng, khí tức sát ý và sát thế trong đao kia của hắn ngập trời, sấm sét cũng từ nhỏ bé mà cùng cuộn dâng lên, cùng đường đao này giáng xuống, khí tức sát ý ngập trời kia trở nên ác liệt đáng sợ, sát ý mà đường đao cầu vòng tích tụ lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hậu hơn, loại sát cơ ngập trời này tràn ra ngoài, cho dù dịp mặt có thể thu lại không muốn gây thương tổn gì cho thanh vi thiên, nhưng người có tu vi hơi cao một chút trong thanh vi thiên cũng có thể cảm nhận được càng đừng nói gì đến hồng vũ tiên thành vô số tiên nhân đều phi độn đến đứng xa quan sát cuộc đại chiến tiên đế đáng sợ này sát ý của tử đao càng lúc càng thô bạo càng lúc càng điên cuồng hơn hoàn toàn khống chế vùng không gian này sắc mặt của tác không đại đế lại càng khó coi hơn lão biết khí thế đao này của dịp mặt cũng đã dâng lên nếu như mình không ứng phó nổi chỉ có thể bị đè lên đánh lá chắn càng nguyên thánh cũng đã bị thu hồi lại rồi mạnh mẽ phóng ra, đường động quan vạn trượng trong nháy mắt liền bao phủ lấy lão, táp không đại đế không ngờ lại không định tấn công tiếp, hoàn toàn là thủ thế, khí thế thần thông của đao này của diệp mặt cũng đã hình thành, cho dù là vị phong tiên đế và phùng độ la hán đứng cạnh cũng có thể nhìn ra, táp không đại đế bị trọng thương cho dù là hoàn toàn cố thủ, cũng khó có thể phòng thủ được đao này. Một vệ quản đứng đằng xa quan sát cuộc. Chiến này cũng kinh hồn tán đảm, hoàn toàn quên mất việc phải đi bắt ba người đường bắc phi trước gã biết diệp mặt lợi hại hơn gã nhưng lại không ngờ sự lợi hại của diệp mặt đã đến bước có thể chế trụ được tác không đại đế điều này quả thực quá nghịch thiên rồi gã là một tiên đế hậu kỳ rõ ràng có thể nhìn ra đại đế lúc này cũng nằm trong thế hạ phong rồi lúc này gã cũng không còn để ý đến cái gì nữa một chiếc chuông màu đỏ cực lớn cũng đã được phóng ra cùng lá trắng tràn nguyên thánh của tác không đại đế nên đón một đao kinh thiên của diệp mặt ầm ken răng rắc đường đao màu tím xé rách không gian xen lẫn cùng với sát ý vô tận đánh xuống, một duệ quản và chiếc chuông màu đỏ của gã trong nháy mắt bị đánh bay, một duệ quản lại điên cùng phun máu tươi, bay ra ngoài, một đường liệt ngân cũng đã xuất hiện trên người của gã, chỉ là một chiêu, gã liền mất đi sức tái chiến, nếu như không phải đối tượng chủ yếu của dịp mặt không phải là gã, nói không chừng gã cũng đã bị thịt nát xương tan rồi, lại có một tiếng nổ vang, đao ngân màu tím chậm lại một chút lại lần nữa đập lên trên lá trắng càng nguyên thánh của táp không đại đế. Vì sự cản trở của một vệ quản, lần này đường đao phân tán hoàn toàn, cũng không làm thương đến táp không đại đế. Diệp mặt cũng không thèm để ý đến chuyện chiêu liệt ngân này của mình không thành công. Dường như trong lúc táp không đại đế chặn lại đao ngân thần thông, khí thế tiên nguyên của hắn lại lần nữa bạo khởi, sắc mặt táp không đại đế tái xanh. Lão không muốn tiếp tục đánh nhau với diệp mặt nữa, nhưng lão không có cách nào chủ động kêu dừng được. Còn bộ dạng điên cuồng này của diệp mặt rõ ràng là không có ý dừng lại, vị phong đại đế nhìn thấy bộ dạng của táp không đại đế, biết táp không không muốn tiếp tục nữa, y chủ động đứng ra, ông quyền nói diệp tông chủ, mọi người đều là bàn luận mà thôi. Đến đây thôi, không đánh nhau nữa, ngay cả đến hồng vũ tiên thành của thanh vi thiên tôi cũng sắp bị hủy diệt rồi. Nếu như hồng vũ tiên thành chỉ có phủ thiên chủ của tôi thôi, hủy thì hủy, nhưng trong đó còn có vô số tiên nhân cư trú. Một khi hồng vũ tiên thành bị hủy rồi, đối với những người trong này mà nói, chính là hậu quả của một vụ tai ương lớn, dịp mặt trong lòng kinh bỉ, hắn đương nhiên biết vị phong tiên đế không biết xấu hổ. Vô số những tiên nhân xung quanh đây đều đang đứng xem, cho dù hắn thách chế tiên nguyên của mình, cũng không lan đến hồng vũ tiên thành, những tiên nhân xung quanh đây cũng thiên về phía vị phong đại đế. Người này chính là người không biết xấu hổ điển hình nhất, nếu như lúc này người rơi xuống thế hạ phong là dịp mặt hắn, vị phong tuyệt đối cũng sẽ không đứng ra nói lời này, vị phong, lần trước vẫn chưa giáo huấn ông xong sao, ông yên tâm, hôm nay tôi giết ông rồi, một góc của Hồng Vũ Tiên Thành cũng sẽ không hủy diệt, diệt mặt nói xong liền đấm ra một quyền, quyền thế lập tức tịch quyển không gian phong bạo vô cùng vô tận, mang theo những sóng chấn động đánh về phía vị phong đại đế, thần thông quyền đạo, hư không, vị phong đại đế biến sắc, y không ngờ diệt mặt lại điên cuồng đến mức này, khi đang đánh nhau với tác không đại đế, lại dám công khai khiêu khích mình. Nhưng vị phong cũng không chậm chạp chút nào, 40 chín viên vu chân huyền tinh cũng đã đánh ra ánh sao lập lòe đầy trời tạo thành từng đường tinh tuyền không gian quyền thế hư không của diệp mặt cuốn lên đập vào với 49 viên vu chân huyền tinh của vị phong đại đế vung các đá đầy trời quảng trường trước phủ vô cùng hỗn loạn mà diệp mặt và táp không đại đế vừa mới đánh nhau lại lần nữa bị cày xới lên tiên nguyên bạo liệt tứ phía đè ép rung động không gian xung quanh Táp không đại đế lúc này cũng đã dần tỉnh lại đoạt hồn thanh vân bút dơ lên không ngờ lại chuẩn bị cùng với vị phong đại đế hai người cùng đối phó với một mình diệp mặt phùng độ la hán thấy vậy vội vàng bước lên trước nói ba vị tạm thời dừng tay lại nghe tôi nói một câu tác không đại đế vốn dĩ không muốn tiếp tục đánh nhau cùng với diệp mặt nữa lão không phải sợ diệp mặt mà là vì hôm nay bị diệp mặt đánh lén đến thức hải của mình khiến thần thông hồng mông lục tự của lão không thể nào phát huy được tinh túy tận cùng của nó nếu như không phải thức hải bị thương thì ba chữ trong thần thông hồng mông lục tự của lão kết hợp lại Diệp mặt tuyệt đối bị đè mà đánh, thấy phùng độ hòa thượng ra mặt, lão ngược lại cũng không tiếp tục tấn công nữa, chỉ trầm mặt nhìn chầm chầm diệp mặt, vị phong đại đế và diệp mặt đụng nhau một chiêu, trong lòng cũng đã trầm xuống, y biết đây chỉ là một chiêu thần thông bình thường nhất của diệp mặt, so với lúc trước khi diệp mặt và y đánh nhau, lúc này tu vi của diệp mặt cũng tăng lên đâu. Chỉ mấy lần, diệp mặt gật đầu với phùng độ la hán, cũng không tiếp tục tiến công nữa. Hắn cũng đã nhìn thấy táp không đại đế đang dần hồi phục rồi, thần tông hồng môn lục tự của táp không đại đế hắn cũng vừa mới trải qua, chỉ có điều hai chữ hắn cũng không chặn lại nổi, nếu như lại có hai chữ nữa đến, thì hắn tuyệt đối cũng không chỉ bị thương đơn giản như vậy, cũng may thần thông dung thuật thần thức của hắn khiến thức hải của táp không bị thương, táp không dường như cũng có chút kiên kỵ. Nhưng diệp mạch cũng kiên kỵ, thức hải của táp không bị thương, chỉ ăn một quả, không ngờ cũng không có chuyện gì lớn. Điều này khiến hắn không khỏi không cẩn thận. Chuyện đánh lén thức hải, cũng không phải lúc nào cũng có thể làm được, huống chỉ là thức hải của một đại đế như táp không. Tôi vào phủ táp không đại đế vốn dĩ là ngưỡng mộ táp không đại đế, nhưng không ngờ táp không lại là người thâm hiểm độc ác như vậy, không ngờ lại thông qua cái cớ buồn cười phát động pháp bảo tiên phủ của lão muốn chặn tôi lại. Nếu như táp không không nói rõ cho tôi biết, thì cơn tức này tuyệt đối tôi sẽ không nuốt xuống, dịp mặt cao giọng nói, lúc này dịp mặt mặc dù vẻ ngoài thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng những người xung quanh cũng nhìn rõ táp không đại đế không phải là đối thủ của diệp mặt có lẽ chỉ có táp không và diệp mặt trong lòng biết rõ nhất lúc này bọn họ không thể nào thắng chắc được đối phương diệp mặt nói xong bỗng nhiên vung tay lên nạp minh tiên tôn trong đám người cũng đã bị diệp mặt ném trước mặt chỉ là đạo lử của con lợn này cũng xứng để diệp mặt tôi cưỡng gian tôi nhổ vào diệp mặt nói xong tử đao cũng đã giơ lên căn bản không đợi táp không đại đế chặn lại một đường đao màu hồng tím xoẹt qua nạp minh tiên tôn cũng đã bị một đao này của diệp mặt hóa thành màn mưa máu sắc mặt táp không đại đế âm trầm tên họ diệp này lớn lối như vậy công nhiên đập phá cửa của phủ đại đế lão công nhiên giết quản sự của mình trước phủ của lão lão hận không thể lập tức tiến đến xé tan tên diệp mặt này ra nhưng thức hải của lão còn chưa khôi phục hoàn toàn lão rất muốn nhẫn nhịn lần nữa nhưng chuyện như này nếu như lại nhẫn nhịn thì táp không lão cũng không còn chút thể diện nào nữa nếu như vị phong đại đế quả thực muốn toàn lực ra tay giúp lão, thì lão quả thực muốn liều mạng. Nhưng lão cũng biết rõ, vị phong đại đế giúp lão chỉ là vẻ ngoài mà thôi, một khi liều mạng đánh nhau thật, thì lão hồ ly vị phong này tuyệt đối cũng sẽ không toàn lực ra tay, thậm chí sẽ bảo toàn thực lực, cho dù phản giáo một kích cũng không phải không thể, đáng tiếc là phủ đại đế của lão mặc dù cũng có vài vị tiên tôn, nhưng trước mặt dịp mặt cũng không là cái gì đến một vệ quản tu vi tiên đế hậu kỳ cũng bị một chiêu của diệp mặt đánh trọng thương, càng không cần phải nói đến những tiên đế sơ kỳ còn lại, những tiên nhân đứng ngoài nhìn thấy diệp mặt không ngờ lại dám giết quản sự nạp minh tiên tôn của phủ táp không đại đế, đều há to miệng chầm chầm nhìn diệp mặt. một số người không biết diệp mặt, mau chóng tranh thủ nghe ngóng xung quanh xem đây là thần thánh phương nào, táp không đại đế lần này vẫn không thể ra tay, đã bị phùng độ la hán chặn lại rồi. phùng độ la hán cũng chỉ tùy tiện ngăn lại mà thôi gã là một tiên đế đỉnh phong đương nhiên nhìn ra một khi táp không và vị phong liên thủ lại thì diệp mặt rất có thể không phải là đối thủ của họ nhưng gã không ngờ chính là mặt mũi của gã quá lớn tùy tiện chặn lại một cái táp không đại đế cũng không tiếp tục ra tay nữa hi hi tiếng cười yêu mị xinh đẹp phá vỡ không khí căng thẳng này dường như trong nháy mắt sau khi tiếng cười này vang lên một tiên tử mặt váy tiên màu hồng phấn cực kỳ xinh đẹp liền hạ xuống trước mặt diệp mặt đại ca tôi xấu như vậy sao không đáng cho anh cưỡng gian sao người con gái mặc váy hồng này sau khi xuất hiện liền nói một câu chẳng những khiến diệp mặt không hiểu đến những người còn lại nghe thấy cũng không hiểu chút nào diệp mặt cũng không có chút chấn động nào chầm chầm nhìn người con gái mặc váy hồng trước mặt này nói cô là ai chỉ là một tiên đế sơ kỳ hắn cũng không coi ra gì hắn ngược lại lại có chút kỳ quái với cách ăn mặc của người con gái này người con gái này mặc váy tiên màu hồng phấn trước ngực còn kéo thấp xuống lộ ra nửa phần còn chân thì lại không đi gì đồng thời cũng là chân trần, bàn chân nhỏ trắng bóc khiến người ta có chút hoa mắt, tôi chính là đạo lữ của nạp minh kia đã bị anh giết chết, ồ, đó cũng là chuyện rất lâu trước đó rồi, hôm nay tôi tiện đường đi ra Hồng Vũ Tiên Thành, nghe anh nói không có hứng cưỡng gian tôi, trong lòng tôi lập tức có chút thất vọng, nói xong, tiên đế mặc váy hồng này cúi thấp đầu xuống, biểu lộ ảm đạm, cứ giống như thật vậy, dịp mặt cũng lười chẳng thèm nói chuyện, sát ý lập tức cũng đã tràn ra, trải qua trận chiến cùng với táp không đại đế. Hắn cũng càng hiểu hơn về sát thế, Tiên đế váy hồng ngay lập tức liền cảm nhận được sát ý của Diệp mặt, sắc mặt cô lập tức thay đổi, sau đó cô liền biết. Diệp mặt thoạt nhìn giống như Tiên đế sơ kỳ như cô, nhưng 10 người như mình cộng lại, cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này, đại ca, tôi không có ác ý, anh giúp tôi giết tên Súc Sinh Nạp Minh, trong lòng tôi cũng vô cùng cảm kích. Người này nếu như không phải ỷ có người chống lưng giúp cả, tôi sớm đã giết cả rồi, hơn nữa sau khi tôi rời khỏi tên Súc Sinh này gã căn bản cũng không có đạo lữ, cho nên tôi biết lão vu cáo hãm hại anh khi nói lời này, sắc mặt cô làm gì có nửa phần ảm đạm, lời này của tiên đế váy hồng khiến dịp mặt có chút nghi ngờ, lời nói của người con gái này rõ ràng là nói giúp hắn, chẳng lẽ cô còn có lai lịch gì chăng? Đến táp không đại đế cũng không sợ. Lời này của cô chắc chắn đã đắc tội với táp không đại đế rồi, tiểu muội là đồng nhiễm nhiễm, phong hào quy hải, là người của tương tư cung của Nam Dư Tiên Thành, đại ca nếu như quan lâm tương tư cung của tôi, tiểu muội chắc chắn sẽ nhiệt liệt hoan nghênh đón tiếp nhiễm nhiễm dường như biết dịp mặt muốn tái chiến với táp không đại đế, nói xong cũng rất lanh trí, mau chóng đứng sang một bên, cô vốn dĩ là chân trần, dịp mặt căn bản cũng không để ý đến lời nói của cô. Dịp tông chủ, chuyện. Này là quản sự nạp minh châm ngòi ly gián, bây giờ nạp minh cũng đã bị anh giết chết rồi, dịp tông chủ cũng là người hiểu chuyện, mọi người ai lui một bước, tôi nghĩ chuyện này như vậy chấm dứt được rồi vị phong tiên đế cũng nhìn ra táp không đại đế cũng không muốn tiếp tục đánh với diệp mặt nữa dứt khoát chủ động đứng ra làm một người tốt táp không khi bắt đầu muốn giết chết ba người bắc vi khiến diệp mặt vô cùng tức giận nhưng diệp mặt cũng biết táp không đại đế lúc này thần thức cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi mặc dù ngủ lôi thương sát khiến thân thể của lão bị trọng thương còn chưa khôi phục bản thân hắn bị sát khí chữ hoàng của đối phương ăn mòn bây giờ cũng có vết thương trên người nơi này là địa bàn của táp không tiếp tục đánh nhau hắn cũng không có lợi gì với cường thế của táp không trong tình huống nhiều người vây xem như này bản thân mình muốn lão bồi thường thì chỉ có thể lại đánh nhau lần nữa huống chi hắn bây giờ cũng không lỗ vốn đập phá bản tên của phủ táp không còn khiến thức hải của táp không bị thương thậm chí còn lấy được một gốc tân phân niên hoa từ vườn tiên hoa của táp không hắn cũng đã rất hài lòng rồi ba mũi tuyệt tiên đó là con ác chủ bài của diệp mặt không đến mức sống chết trước mắt thì hắn cũng sẽ không tùy ý bắn ra phần lớn mọi người biết diệp mặt có một mũi tên nhưng lại có rất ít người biết hắn đã có ba mũi tên rồi hôm nay tôi chính là nể mặt của phùng độ la hán không tính toán với ông tát không lần sau nếu như tôi phát hiện ông mạo phạm đến tôi tôi chắc chắn sẽ giết chết ông tát không muốn thể diện thì diệp mặt lại không cho lão thể diện sắc mặt tát không đại đế ngược lại lại bình tĩnh trở lại chỉ có điều lạnh lùng cười nói đầy tớ thì chỉ biết đánh lén mà thôi bổn đế cũng có một câu muốn cảnh cáo anh đừng để rơi vào tay của bổn đế diệp mặt đang nghe truyện trên kênh tv audio cv căn bản cũng không thèm để ý đến tác không đại đế chỉ nói với phùng độ la hán phùng độ huynh tôi phải quay về rồi có thời gian thì đến mặt nguyệt tiên tông của tôi uống rượu nhé ha ha đại hòa thượng nhất định sẽ qua phùng độ la hán cười ha hả cực kỳ sung sướng đồng nhiễm nhiễm thấy diệp mặt xong chuyện mau chóng lại lần nữa khách khí chào hỏi diệp đại ca không biết có thể nể mặt đến tương tư cung của tôi một chuyến không? Cung chủ của tương tư cung tôi cũng đã ngưỡng mộ Diệp đại ca rất lâu rồi, Diệp mặt không biết tương tư cung này là đế tông như nào, nhưng chỉ dựa vào màn diễn xuất của đồng nhiễm nhiễm này, hắn cũng không muốn có liên quan gì đến tương tư cung đó. Bây giờ đồng nhiễm nhiễm hỏi đến, hắn dứt khoát cự tuyệt nói cảm ơn quý cung chủ. Diệp mổ có chuyện phải làm, hôm nay không đến được, sau này có cơ hội nói sau, được vậy nhiễm nhiễm và cung chủ sẽ đợi dịp đại ca có thời gian đại giá quan lâm đồng nhiễm nhiễm lại cười ha hả không ngờ lại quay người hành lễ với dịp mặt dịp mặt thuận miệng chối từ bị cô cho là sau này sẽ đến thật thấy dịp mặt dẫn theo mấy người lên thời không toa rời đi những tiên nhân đứng xem xung quanh ai nấy đều ngoác mồm kinh ngạc tên dịp tông chủ này quả thực rất cừ là một tiên đế sơ kỳ liền đập phủ của táp không đại đế hơn nữa còn dám giết quản sự nạp minh tiên tôn trước mặt táp không đại đế lão còn tác không đại đế lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Không ai sẽ cho rằng đây là tác không đại đế trọng lượng. Cái này chẳng liên quan gì đến trọng lượng hào phóng, tác không đại đế tuyệt đối không phải trọng lượng, mà là kiên kỵ càng khiến cho người ta giật mình chính là, tương tư cung không ngờ lại đến mời dịp mặt, còn dịp mặt lại một tiếng từ chối, dịp mặt và những người còn lại lập tức đến truyền tống trận của Thanh Vi Thiên, lập tức mới rời khỏi Thanh Vi Thiên. Úc sư tỷ cô biết tương tư cung có lai lịch như nào không, cho đến khi mấy người đến Thường Dung Thiên, dịp mặt lúc này mới hỏi Úc Kim Hương. Úc Kim Hương gật đầu nói tôi biết, đó là một môn phái cực kỳ thần bí, chỉ đứng sau băng thần cung. Nghe nói tương tư cung chỉ có một tiên đế, chính là cung chủ. Tôi chưa từng nghe nói tương tư cung từng đổi cung chủ, tu vi của vị cung chủ đó cực cao, ra tay vô cùng lợi hại. Nhưng trong tiên giới bất kỳ môn phái nào mở đại sự gì, trước giờ cũng chưa từng mời được cô ta nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha điệp mặt lập tức nói tương tư cung chắc chắn không chỉ có một tiên đế đồng nhiễm nhiễm hôm nay đến đây chính là một tiên đế cô nói tiếp đi tu vi của úc kim hương còn chưa khôi phục không nhìn ra được tu vi của đồng nhiễm nhiễm diệp mặt thì lại có thể nhìn ra úc kim hương tiếp tục nói đệ tử trong tương tư cung nam nữ đều có người trong đó cũng rất cổ quái nữ đệ tử trong đó chỉ cần nhắm trúng một người đàn ông liền vô cùng phóng đảng cho dù là giao phối bên đường cũng không biết nhục Nam đệ tử chỉ cần nhắm trúng một người con gái nào đó, cho dù đuổi đến chân trời góc biển, cũng phải tóm được đối phương. Nhưng nếu như người của Tương Tư cung không nhìn trúng đối phương, cho dù đối phương có thích người của Tương Tư cung như nào đi nữa, thì người ta cũng sẽ không thèm để ý đến tí nặc mũi nào của người đó. Đối với người không nhắm trúng, đệ tử của Tương Tư cung thà rằng tự sát, cũng không muốn có nửa phần thỏa hiệp nào, đúng là một tông môn biến thái. Đường bắc phi khinh thường nói diệp mặt sau khi hiểu ra mặt cực đoan của tương tư cung lại càng không muốn có chút liên quan gì đến tương tư cung trực tiếp nói với vô ảnh vô ảnh mày điều khiển thời không toa bay thẳng đến lộng nguyệt tiên sơn đến thường dung thiên diệp mặt muốn tiện thể xem kế không đã quay về hay chưa nếu như còn chưa về thì hắn từ thường dung thiên trực tiếp đến trung thiên vực từ trung thiên vực đi vào hạ thiên vực một ngày sau mấy người diệp mặt nhận được sự tiếp đã nhiệt tình của lộng nguyệt tiên sơn kế khôn vẫn chưa về diệp mặc chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi thường dung thiên lại để cho vô ảnh điều khiển tiên thuyền tiến vào hư không thiên vực hắn lại gọi tiên tử tên linh tú vào trong phòng trong khoang thuyền tất cả mọi người đều biết rõ diệp mặc dẫn tiên tử này theo chắc chắn là có chuyện quan trọng bây giờ diệp mặc một mình tìm linh tú cũng không ai có ý đến hỏi đang thành của nam an châu trên đại lục lạc nguyệt năm đó nơi này là đệ nhất thành của đại lục lạc nguyệt cũng là thành phố 10 sao duy nhất của đại lục lạc nguyệt nhưng bây giờ nơi này sớm đã không còn phong quang như ngày trước nữa. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho là đang thành, đang vương cấp cao cũng đi gần hết rồi, chỉ còn một số tiên đan sư cấp thấp vẫn còn sinh sống trong này, năm đó ở một nơi bên ngoài đang thành trăm dặm có thể ngửi thấy mùi đan, còn bây giờ cho dù là trong đang thành rồi, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút huy hoàng từng có trong này, lúc này một người con gái cực xinh đẹp lưng đeo một thanh kiếm dài đang đi về hướng đang thành, cô đứng bên ngoài cổng đang thành chầm chầm nhìn vào hai chữ đan thành mang chút tang thương, nhìn rất lâu, lúc này mới lẩm bẩm một mình nói năm đó cha thành danh chính là ở trong này sao, 12 bậc đan vương kia không biết có còn trong đan thành không, sau khi lẩm bẩm, cô mới chậm rãi bước vào trong thành, người con gái này chính là ức mặt con gái của Diệp mặt, sau khi lấy được lục tiên tháp, tốc độ tu luyện của cô chỉ đứng sau tô tỉnh văn, thành người có tốc độ tu luyện đứng thứ hai trong đại lục lạc nguyệt, thậm chí còn nhanh hơn lạc ảnh một chút. Sau khi Tô Tĩnh Văn phi thăng tiên giới, sau mấy chục năm cô liền tu luyện đến hóa chân đỉnh phong, đáng tiếc là, lôi kiếp của cô đều vượt qua hết rồi, nhưng không thể nào phi thăng được, điều này khiến ức mặt cô vô cùng lo lắng, mặc dù cô còn có mẹ và mấy người gì trong mặt Nguyệt Chi Thành, còn nhiều người quen hơn nữa, nhưng cô lại nghĩ cha một mình ở tiên giới có chút cô đơn, hơn nữa dì tỉnh văn cũng phi thăng rồi, ai biết được có thể tìm được cha hay không, tốc độ tu luyện của dì tỉnh văn nhanh hơn nhiều so với cô, nhưng nói về đánh nhau, thì còn lâu mới là đối thủ của cô khi tất cả mọi người của mặt nguyệt chi thành đều tranh thủ thời gian tu luyện chỉ có ức mặt một mình rời khỏi mặt nguyệt chi thành bắt đầu du lịch toàn bộ đại lục lạc nguyệt gần trăm năm nay cô cũng đã chạy quanh tứ đại châu rồi thậm chí đến vô tâm hải cũng đi mấy lần không cần nói 12 viên lôi châu tung hoành vô địch của cô cho dù là vô cực thất tinh tán của cô cũng có rất ít pháp bảo có thể tấn công phá vỡ được thực ra cho dù cô không có tu vi này báo ra cái tên diệp mặt trong tứ đại châu cũng được tôn kính. Tức mặt không muốn cứ nhận sự che chở bảo bọc của dịp mặt, trước giờ vẫn dựa vào chính mình. Thời gian lâu dần, cô cũng không báo danh nữa. Phần lớn mọi người cũng đều biết cô chính là con gái duy nhất của dịp mặt của mặt Nguyệt Chi Thành, vì từ miệng Quảng Vi biết được âm Hải Thành, cô thậm chí cố ý đến âm Hải Thành một chuyến, nhưng khi cô đi thì âm Hải Thành căn bản cũng không có một bóng người, cho dù là vậy, cô vẫn một mình ở lại âm Hải Thành, tốn mất 2-3 năm mới luyện hóa được tiểu thế giới này, đồng thời tiêu hủy toàn bộ kiến trúc bừa bộn trong tiểu thế giới, tự cô lại lần nữa quy hoạch lại tiểu thế giới này. Tức mặt sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa được tiểu thế giới, chủ yếu là nhờ vào công pháp thần thức của Diệp mặt, khiến cho ức mặt thất vọng chính là cô tìm kiếm gần trăm năm, vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao đại lục lạc nguyệt lại không thể nào phi thăng được. Lần này cô từ Tây Tích Châu quay về Nam An Châu, vì nhìn thấy đang Thành có chút hoang vu lụi bại, nên mới có ý nghĩ đến Đan thành xem sao ước. Mặt cố ý đến nơi mà năm đó dịp mặt đoạt giải quán quân, bây giờ nơi này ngoài một số tu vi trúc cơ kim đang ra, thì phần lớn đều là tu sĩ luyện khí đang giao dịch 12 bậc đan vương năm đó, nơi mà dịp mặt xưng hùng sớm đã không còn như trước nữa, một mình đứng bên ngoài quảng trường của đan thành, tức mặt trong lòng có chút xúc động, cô lại có ảo tưởng, có một ngày phi thăng lên tiên giới, tụ họp cùng với cha mẹ và cả mấy người gì nữa, Nghĩ vậy cô liền cảm thấy rất vui, lúc này cô nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nhớ đến cảnh tượng năm đó cha mẹ dẫn cô đến quán cơm ăn cơm, nghĩ đến năm đó Ninh Lan cùng mình chơi rất vui, nhớ sự mừng rỡ khi mình gặp được cha bên ngoài mặt Nguyệt Chi Thành. Nhưng cảm giác vui mừng đó lại trôi đi rất nhanh, cô ngoài tu luyện ra thì chỉ còn tu luyện, mẹ và dì vì muốn gặp được cha sớm chút, cũng đã dành phần lớn thời gian để tu luyện, cô ngược lại thì ngày càng cô độc hơn, đứng một lúc thật lâu, tức mặt bỗng nhiên thở dài, cũng không còn tâm trạng ở lại nơi này cô định quay về mặt nguyệt chi thành trong lòng cô cũng rất quải rồi so với cha diệp mặt cô cũng kém hơn một chút đó năm đó tu sĩ của đại lục lạc nguyệt cũng không có cách nào phi thăng được nhưng cha lại đến sa hà của tây tích châu phá vỡ đi mấy tiên trận phá vỡ ma chú phi thăng cũng chính như vậy tu sĩ của đại lục lạc nguyệt luôn có một lòng kính sợ đối với mặt nguyệt chi thành nhưng lần này tu sĩ của đại lục lạc nguyệt lại lần nữa lâm vào tình trạng không thể nào phi thăng được còn cô thì đi tìm thắp đại lục lạc nguyệt, nhưng cuối cùng cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân. Tức mặt quay người, khi định rời khỏi đan thành, thần thức của cô bỗng nhiên nhìn thấy một tu sĩ áo xám dẫn theo một nam một nữ tiến vào một linh tức lầu, nhìn thấy tu sĩ áo xám kia. Tức mặt cảm thấy có chút quá dị, khi cô nhìn kỹ lại lần nữa, không ngờ lại phát hiện ra tướng mạo của người này có chút giống với cha dịp mặt của cô. Tức mặt lập tức liền che một lớp lụa đen lên mặt, đi cùng ba người này, tiến vào trong linh tức lầu đó. Cái mà cô chút ý là người có chút giống cha cô kia, người này thoạt nhìn tu vi cũng bình thường, mới là hư thần hậu kỳ mà thôi. Còn hai người còn lại kia, một người cũng đã là kiếp biến đỉnh phong, người còn lại cũng đã là hóa chân tầng thứ tư rồi vì tu luyện công pháp thần thức mà diệp mặt truyền thừa lại, cộng thêm có đang dược tu luyện thần thức hỗ trợ, thần thức của ư cờ mặt cũng mạnh hơn mấy cấp bậc so với những tu sĩ bình thường. Lúc này cô thuê một phòng sát với phòng thuê của ba người kia, sau đó thần thức xuyên thấu qua phòng thuê, ba người này không ngờ lại không phát hiện ra mặt sư đệ hàng tiền bối là thánh thủ tu dung ở đại lục lạc nguyệt cũng không có ai có tay nghề tu dung tinh xảo hơn hàng tiền bối đợi lát nữa chúng ta tu dung trong đan thành sau đó chờ cơ hội đến gần mặt nguyệt chi thành làm trọng thương để cho người ta tình cờ phát hiện là được rồi người nói chính là nữ tu tu vi kiếp biến tu sĩ hư thần tên mạc sư đệ kia vội vàng đứng lên kính cẩn nói làm phiền tiền bối rồi nhưng mấy nữ nhân của diệp mặt lại rất quen thuộc hắn chỉ cần không giống một chút thôi thì có thể bị hắn nhận ra lúc trước chính là trong đan thành Ninh khinh tuyết nhìn một cái liền nghi ngờ tôi là diệp mặt nhưng cô ấy lập tức liền nhận ra không phải ngược lại con gái của hắn thì lại dễ lừa hơn một chút tên mạc sư đệ này chính là mạc hữu thâm có chút thù oán với diệp mặt gã lúc nào cũng nghĩ đến chuyện báo thù diệp mặt đáng tiếc là tư chất của gã thực sự không ổn cho dù tu luyện đến bây giờ cũng chỉ là một hư thần hậu kỳ mà thôi, hàng tiền bối hóa chân tầng thứ tư kia lại hừ lạnh nói nếu như không phải sư phụ của anh giúp tôi, thì tôi làm sao có thể vì anh mà ra tay được. Với bản lĩnh quỷ hàng thánh thủ của tôi, đừng nói anh và tên dịp mặt kia vốn dĩ có chút giống nhau, cho dù anh không giống hắn một chút nào, tôi cũng có thể biến anh thành một người giống dịp mặt như đúc, đúng, sư phụ nói hàng tiền bối tuyệt đối có bản lĩnh hoàn thành nguyện vọng của sư đệ. Mặt sư đệ, đệ cũng không cần nghi ngờ gì về bản lĩnh của hàng tiền bối, người con gái kiếp biến kia lập tức gật đầu nói, vâng, vãn bối vừa nãy nói không đúng, xin tiền bối thứ tội, vì tu vi của vãn bối tiến triển chậm chạp, nếu như cứ tiếp tục như này, vãn bối cả đời này cũng không thể nào phi thăng tiên giới được. Cho dù có một ngày vãn bối có thể phi thăng tiên giới, thì mấy nữ nhân của dịp mặt cũng sớm đã phi thăng rồi. Làm gì còn có thể đến lượt tôi báo thù nữa, Mạc sư đệ mau chóng đứng dậy kính cẩn nói, tu sĩ hóa chân họ hàng lại lần nữa khinh thường hừ lạnh một tiếng nói nếu như chỉ là đem dung mạo của anh đổi thành giống như tên dịp mặt kia, thì làm sao có thể thể hiện được bản lĩnh của tôi, tôi sẽ đem khí tức của anh đổi giống như của tên dịp mặt kia. Đến lúc đó anh chỉ cần tìm được một số người từng gặp dịp mặt, từng tiếp xúc với dịp mặt để miêu tả cho tôi một chút là được, chỉ là mấy người đàn bà, nếu như có thể nhìn thấy được thủ đoạn của tôi, thì hàng trữ bình tôi cũng không gọi là quỷ hàng thánh thủ nữa rồi tức mặt nghe đến đó lập tức giận tím mặt người có tướng mạo giống với cha của cô kia không ngờ lại dám tìm người giúp cả dịch dung thành bộ dạng của cha cô sau đó đến mặt nguyệt chi thành lừa người người như này cô làm sao có thể nhẫn nhịn được nếu như quả thực đúng như những gì quỷ hàng thánh thủ kia nói đến khí tức cũng có thể biến thành giống như cha của cô cộng thêm trọng thương không thể nào nói chuyện và không thể nào hiển thị được tu vi thì mẹ và dì tố tố còn cả dì khinh tuyết nữa quả thực rất dễ bị mắc lừa, vậy thì càng thêm phần chắc chắn rồi. Tôi cũng đã điều ra, dịp mặt cũng không trải qua bất kỳ lôi kiếp phi thăng nào, hắn đột nhiên mất tích. Không phải chết ở xó nào, mà là lén lút phi thăng lên tiên giới rồi, mặt hữu thâm mừng rỡ nói. Sư đệ, sư phụ nói tâm tình của đệ không ổn, đệ không tận tay báo thù này, sư phụ nói cả đời này của đệ cũng chỉ như vậy vốn dĩ đệ đến hư thần hậu kỳ cũng khó mà đạt đến được đây là sư phụ đã tốn tâm huyết cực lớn mới khiến cho đệ toại ước nguyện này lần này đệ báo thù phải mau chóng tu luyện đừng tiếp tục trì hoãn nữa nữ tu kia thành khẩn nói đang đang sư tỷ tôi hiểu rồi tôi nhất định sẽ không phụ sự hy vọng của tỷ và sư phụ Mặt hữu thâm còn chưa nói xong lại nhìn thấy phòng của bọn họ đột nhiên bị đá văng một người con gái mặc đeo lụa đen thân hình cực kỳ đẹp mắt xuất hiện trong phòng cô là ai sao lại xông vào phòng của chúng tôi, mặc hữu thâm mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng tính khí cũng không phải loại vừa, lập tức đứng dậy tức giận quát lớn, ướt mặt giơ tay kéo miếng lụa đen trên mặt mình ra, mở mắt chó của ông ra mà nhìn xem, Diệp mặt chính là cha của ta, không ngờ anh lại dám giả mạo cha ta, muốn chết sao, hàng trữ bình khi ức mặt vừa mới tháo miếng lụa đen trên mặt ra, liền giơ chân nguyên đại thủ ra muốn chọc lấy ức mặt. Tiếc rằng tu vi của ức mặt cũng còn cao hơn lão nhiều, đồng thời chân nguyên đại thủ cũng giơ ra, giao thủ một cái, liền hóa chân nguyên đại thủ của tu sĩ hóa chân họ hàng kia thành mây khói, hóa chân đỉnh phong, hàng trữ bình giật mình, không nghĩ ngợi gì liền quay người muốn bỏ chạy, nữ tu kiếp biến tên đang đang kia nghe thấy bốn chữ hóa chân đỉnh phong, đồng thời cũng bỏ chạy, nhưng hướng mà cô chạy lại khác hoàn toàn so với tu sĩ hóa chân họ hàng kia, mặt hữu thâm sắc mặt tái nhợt, gã đương nhiên cũng muốn chạy trốn, nhưng không đợi gã ra khỏi phòng thì đã bị chân nguyên đại thủ của ức mặt nghiền thành hư vô, đến nguyên thần cũng không còn, mấy năm nay ức mặt hành tẩu toàn bộ đại lục lạc nguyệt, trải qua rất nhiều chuyện, giết chóc vô cùng quyết đoán, không còn là cô gái sợ hãi rụt rè lúc trước nữa. Sau khi cô giết mặt hữu thâm rồi, lập tức đuổi theo tu sĩ hóa chân họ hàng kia, tiền bối, chuyện này không liên quan gì đến tôi, bản lĩnh hoán đổi dung mạo của hàng trữ bình vô song, nhưng đáng tiếc, tu vi của lão thì quá thấp, còn chưa chạy ra khỏi đan thành, đã bị ức mặt tóm được. Hàng trữ bình biết mình không phải là đối thủ của ức mặt, đến đánh cũng không dám đánh trực tiếp cầu xin tha mạng, ức mặt làm sao có thể buông tha cho loại người như này được. 12 lôi hải thần châu được ném ra, lôi quan đầy trời đã bao phủ lấy tu sĩ hóa chân họ hàng kia, quỷ hàng thánh chủ khó khăn lắm mới phóng ra được tấm lá trắng của mình, liền bị 12 lôi hải thần châu của ức mặt đánh tan tành. Chỉ có điều lúc này, nữ tu kiếp biến kia cũng đã chạy xa rồi, bà biết mục đích mà tôi gọi bà đến chứ, Diệp Mặc chầm chầm nhìn Linh Tú ngồi trước mặt có chút trầm lặng hỏi, Linh Tú nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức đứng dậy rồi quỳ rạp xuống đất nói vâng, thiếu chủ, thiếu chủ, Diệp Mặc đưa tay nâng Linh Tú lên ghế ngồi, ngữ khí có vẻ không vui nói bà nói thiếu chủ là có ý gì, giọng nói của Linh Tú ngược lại lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt cô dường nhìn thứ gì đó xa xôi, cũng không phải là cảnh tượng trước mặt, một lúc lâu sau, cô mới trả lời vì anh là thiếu chủ của phủ táp không đại đế, từ nhỏ trong phủ đại đế, nên chúng tôi gọi anh là thiếu chủ khoan đã diệp mặt không đợi linh tú nói xong liền ngắt lời cô hắn tuyệt đối không tin mình là con của táp không đại đế với trực giác bây giờ của hắn nếu như là con của táp đế hắn làm sao có thể không cảm nhận được chút nào hơn nữa nếu như hắn là con trai của táp đế thật vậy thì linh tú tuyệt đối không thể nào lại không nghe táp đế ngược lại lại cùng mình rời khỏi phủ đại đế nhưng lần này linh tú dường như lại không nghe được câu chặn lại của diệp mặt vẫn tự mình nói Táp đế có 43 người con, anh chỉ là một trong số 43 người con đó mà thôi. Diệp mặt cũng không tiếp tục ngắt lời Linh Tú nữa. Có lẽ nói cho dù Diệp mặt có ngắt lời, thì bà vẫn căn cứ theo ký ức của mình mà nói tiếp. Tôi ở tiên giới cũng chưa bao giờ gặp tuyết lớn như vậy. Nhưng những bông tuyết bay tán loạn năm đó khiến tôi biết tuyết cũng có thể rơi xuống hơn 10 trượng đấy. Năm đó phủ táp không đại đế mời các vị đại đế cao cấp của các đại tông môn trong tiên giới, tổ chức đại hội tiên quả, Tôi mà mấy người Ngưng Ti tỷ đến cửa phủ đại đế đón tiếp các đại tiên đế đến, Ngưng Ti tỷ, phủ đại đế chúng ta lâu lắm rồi chưa tổ chức một đại hội tiên quả long trọng như này, tỷ biết lần này là vì sao không? Bên ngoài phủ Táp không đại đế, cũng linh tú cực kỳ xinh đẹp nhỏ giọng hỏi một nữ tỳ xinh đẹp khác đứng cạnh. Nữ tỳ bị hỏi này chính là văn Ngưng Ti của phủ Táp đế, cũng đã nhiều tuổi rồi, cô ở trong phủ Táp đế cũng đã lâu, hiểu nhiều hơn người khác cho nên mọi người có gì không hiểu đều thích đến hỏi cô, nữ tỳ tên ngưng ti tỷ hừ một tiếng rồi nói Linh Tú, chuyện này chúng ta đừng nói ở đây, bây giờ tiếp đón các tiên đế của đế tông và thiên vực, chúng ta đừng nhiều lời, hay, lời này của ngưng ti tỷ còn chưa nói xong, liền kinh nghi một tiếng, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một đường độn quan loạn choạng rơi xuống trước phủ đại đế. Đây là một người con, gái mặc váy tiên màu trắng, nhưng lúc này bộ váy màu trắng của cô cũng đã bị máu nhuộm thành tương, lẫn trong quang cảnh tuyết trắng xung quanh, lộ vẻ cực kỳ chói mắt, người con gái mặc váy trắng này sau khi rơi xuống, lập tức liền ngã gục trên mặt tuyết, không nhúc nhích, rõ ràng cũng đã bị trọng thương rất nặng, ngưng ti tỷ ngay lập tức lao đến, đỡ người con gái này lên, sau khi những người còn lại nhìn thấy dung mạo của người con gái này, lập tức liền trợn mắt há mồm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào lại xinh đẹp như này, phi tử xinh đẹp của táp không đại đế có rất nhiều, nhưng cũng chưa có ai đọ được với nhan sắc của người con gái trước mặt này đây còn là người con gái này đang nhắm nghiền hai mắt lại, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Nếu như cô không bị trọng thương, e rằng còn xinh đẹp hơn như này mấy phần, một tiên tử thật xinh đẹp, những nữ tỳ phủ đại đế đứng vây quanh xem ai ai cũng trầm trồ, đúng là một người tụ hợp được thanh tú của trời đất, ngưng ti bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức ôm nữ tiên bị trọng thương này nói mọi người mau chóng xếp hàng đón tiếp các vị tiên đế đại nhân, để tôi dẫn tỷ tỷ này vào trong trị thương, dịp. Mặt lần này ngắt lời của Linh Tú Linh Tú tiên tử Chuyện mà bà đang nói này thì liên quan gì đến tôi Linh Tú giật mình Từ trong hồi ức tỉnh táo lại Bà cũng không để ý đến lời nói của Diệp Mặt Lại kính cẩn nói tiên tử váy trắng Mà ngưng ti tỉ đỡ vào mặc dù thương nặng Nhưng cũng không đến mức chí mạng Qua hai tháng điều dưỡng Cô dần dần có thể đi lại được Nhưng có một ngày Tác không đại nhân đi qua khu vực ăn ở của nữ tỳ chúng tôi, nhìn thấy nữ tiên mà ngưng ti tỷ cứu về. Táp không liền nhắm trúng từ cái nhìn đầu tiên, liền không thể rời bước được, dịp mặt nhíu mày một cái. Trong lòng hắn thậm chí không thoải mái lắm. Táp đế lúc đó muốn mang nữ tiên này đi, Ngưng Ti tỷ đương nhiên không thể nào phản bác lại ý nguyện của Táp đế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà mình cứu về bị Táp đế dẫn đi. May mà sau khi Táp đế bước được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại chỉ Ngưng Ti nói muốn Ngưng Ti đi phục vụ nữ tiên mà cô đã cứu về, đồng thời tùy ý để tôi bên cạnh Ngưng Ti làm tỳ nữ sai vặt. Linh tú nói đến đây, lại thở dài dừng lại một chút rồi tiếp tục nói táp đế nhắm trúng tiên tử đó muốn cô ấy trở thành phi tử của mình nhưng tiên tử đó lại đang mang thai cô kiên quyết yêu cầu hạ sinh ra đứa con này rồi sau đó mới kết hôn cùng với táp đế táp đế lần này ngược lại cũng không làm khó cô đồng thời đồng ý yêu cầu của cô bốn tháng sau người này hạ sinh ra một bé trai đáng yêu diệp mặt lại lần nữa có cảm giác cực kỳ buồn bực hắn mơ hồ cảm giác mình và đứa trẻ đó có quan hệ gì đó Quả nhiên Linh Tú nhìn Diệp mặt chậm rãi nói thiếu chủ, đứa trẻ đó chính là anh, từ nhỏ đến lớn, anh đều không có tên, ngưng ti tỷ chỉ gọi anh là bé con. Mặc dù anh không phải là con trai của táp đế, nhưng những người bên ngoài lại không biết, đều gọi anh là thiếu chủ, táp không vì người mình thích, cũng mặc nhận, Diệp mặt đột nhiên đứng dậy, xem ra những gì hắn nhìn thấy trong đường luân hồi trong vấn đạo các quả nhiên là kiếp trước của mình, bà biết người kia là tôi, Diệp mặt chầm chầm nhìn Linh Tú giọng khàn khàn hỏi, Linh Tú liền đứng lên giọng điệu cung kính nói với Diệp mặt, nếu như lúc trước thiếu niên bị táp đế đá xuống bậc thang là anh, thì chính là anh, thấy Diệp mặt trầm mặt không nói, Linh Tú lại thở dài nói, sau khi sinh anh ra, mẹ của anh vẫn lấy cớ anh vẫn còn nhỏ, kéo dài thời gian hôn sự cùng với táp đế. Táp đế lần đầu tiên có sức nhẫn nại như này, lão chờ đợi 16 năm. Nhưng anh từ khi sinh ra tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, vì anh là tạp linh căn bác hệ. Sau đó mẹ của anh cầu xin táp đế cho lượng lớn tiên tài bảo vật đổi linh căn. Đáng tiếc là, linh căn của anh không thể tinh lọc được, cũng không thể nào thăng cấp được. Anh dường như mãi mãi cũng chỉ có thể là tạp linh căn bác hệ. Chẳng lẽ chính vì nguyên nhân này, táp đế mới đá bay tôi. Diệp mặt trong lòng có chút buồn bực, linh tú lắc đầu không phải. Trên thực tế là vì mẹ của anh phát hiện anh thế nào cũng không thể đổi tư chất tu luyện được. Trong lòng cũng vô cùng thất vọng, bà không chỉ một lần nhìn anh lắc đầu thở dài khi táp đế lại lần nữa yêu cầu kết hôn với mẹ anh thì mẹ anh lại một mình rời khỏi phủ táp đế dịp mặt trong lòng trầm xuống mẹ đã rời khỏi phủ táp đế để lại một mình hắn ở lại làm sao có chuyện tốt được linh tú quả nhiên nói táp đế sau khi biết mẹ anh một mình rời đi lập tức giận dữ nhưng lúc đó anh cũng đã là thiếu chủ của phủ táp đế rồi lão cũng đồng ý với mẹ của anh rồi nhất thời không thể nào giết chết anh được May mà ngưng ti tỷ đối với anh như mẹ ruột, dùng mọi cách để chăm sóc trong non, để cho anh chật vật tồn tại được. Cuối cùng có một lần, anh dẫm lên một loại tiên linh hoa mà một công chúa thích, vị công chúa đó khóc lớn. Táp đế tức giận, cho dù ngưng ti có cầu xin thế nào, lão cũng không tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Trực tiếp đá bay anh và ngưng ti tỷ xuống thềm, sai người ném anh xuống tu chân giới đầu thai. Tôi không dám cầu xin, cũng không đành lòng nhìn, dịp mặt lại thở dài cũng may, táp đế này còn lưu lại cho tôi một đường sống, không hóa tôi thành tro bụi. Linh Tú lại lắc đầu nói, không phải, táp đế sở dĩ cho anh đầu thai xuống tu chân giới không phải là để cho anh một đường sống, mà là vì mẹ của anh đã từng yêu cầu táp đế thề độc. Sau này bất luận thế nào, lão cũng không thể giết anh, cũng không thể chặn đường tu luyện của anh. Chính vì như vậy, anh mới có thể sống sót được dưới tu chân giới linh khí thiếu thốn, dịp mặt trong lòng băng giá, đối với người tu luyện mà nói, chỉ cần không có thần hồn câu diệt thì có thể luân hồi, cũng chính là không chết đi. Tát không ném hắn xuống tu chân giới luân hồi, cũng tương đương không giết hắn nhưng khiến cho trong lòng diệp mặt càng băng giá không phải chuyện này, mà là khi mẹ của hắn đi không ngờ lại không dẫn theo hắn đi. Nhưng diệp mặt mau chóng lại thở dài, có thể mẹ hắn lúc đó bản thân mình cũng khó có thể chạy thoát, nếu như dẫn theo mình đi, nói không chừng hai người đều chết. Mẹ đi trước, chắc chắn là muốn đi tìm người đến cứu hắn. Trên thực tế Diệp Mặt biết sau đó mẹ hắn chắc chắn không gọi người đến cứu hắn, nhưng hắn cũng không muốn hỏi thêm. Ngưng ti tiền bối bây giờ ở đâu, Diệp Mặt trong lòng vô cùng cảm kích với nữ tỳ tên Ngưng ti này, nếu như không phải là bà, thì hắn nói không chừng căn bản cũng không có cơ hội luân hồi mà bị những người còn lại trong phủ táp đế giết chết rồi. Linh Tú thở dài nói sau khi anh bị táp đế ném đi, Ngưng ti tỉ lén lúc đi tìm tôi, nói muốn đến tu chân giới đó tìm anh. Vì mẹ của anh lúc nào cũng đều tu luyện, anh là do một tay ngưng ti tỷ nuôi lớn ngưng ti nuôi anh từ nhỏ đến lớn cũng có cảm tình với anh bà sợ anh ở tu chân giới bị chịu thiệt muốn xuống đó chăm sóc anh đêm hôm đó ngưng ti liền rời khỏi phủ đại đế từ đó trở đi tôi cũng không có tin tức của chị ấy nữa mẹ của tôi tên gì diệp mặt trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại hỏi một câu linh tú lắc đầu nói tôi và ngưng ti tỷ cũng không biết bà ấy trước giờ đều không nói mình tên gì cũng chưa từng nói mình từ đâu đến Diệp mặt trầm mặt, hắn không hỏi thêm bất kỳ câu gì nữa. Có lẽ là cảm giác có chút thất vọng rồi, Linh Tú dường như cảm nhận được sự thất vọng của Diệp Mặt. Cô lấy ra hai thủy tinh cầu lưu hình ảnh đưa cho Diệp Mặt nói: "Thiếu chủ, đây là ảnh mẹ của anh và Ngưng Ti tỷ, anh giữ đi." Diệp Mặt nhận lấy thủy tinh cầu, hình ảnh một người phụ nữ trung niên trong thủy tinh, hắn quả nhiên đã từng gặp qua, chính là người phụ nữ đã kéo hắn lại trong đường luân hồi. Còn người phụ nữ còn lại dung mạo có vẻ hơi mơ hồ, nhưng cho dù như vậy, vẫn có thể nhìn ra được dung nhan tuyệt thế của bà, cất hai thủy tinh cầu đi, Diệp Mặc nhìn Linh Tú nói, Linh Tú Tiền Bối, sau này bà đừng gọi tôi là thiếu chủ nữa, tôi là do Ngưng Ti Tiền Bối nuôi lớn, sau này bà cứ gọi tôi là Diệp Mặc là được rồi, Diệp Mặc thở dài tiếp tục nói tôi là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông trong cung Hoa Thiên, Linh Tú Tiền Bối nếu như không chê, sau này cứ ở lại trong Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi đi, Linh Tú thở dài, bà sở dĩ dám làm trái ý nguyện của Táp Không Đại Đế Thiên Vị Diệp Mặc đó là vì thọ nguyên của bà sắp hết rồi. Sau khi biết được Diệp Mặt chính là thiếu niên năm đó ngưng ti tỷ chăm sóc, lập tức có ý định nói chuyện của ngưng ti tỷ cho hắn biết, còn chuyện sau này bà sống chết thế nào, thì bà vốn dĩ cũng không quan tâm, nhưng không ngờ thiếu niên tạp linh trăng bác hệ có tốc độ tu luyện cực kỳ chậm năm đó, bây giờ không ngờ có thể chặn đánh táp không đại đế rồi, thật không thể tin được, tôi đương nhiên muốn ở lại mặt nguyệt tiên tông, thọ nguyên của tôi sắp đến rồi, cũng không còn nơi nào có thể đi được tôi rất nhớ ngưng ti tỷ nếu như ngưng ti tỷ biết được anh có ngày hôm nay thì chị ấy chắc chắn sẽ rất vui sau này anh cũng không cần gọi tôi là tiền bối cứ gọi tôi là dì tú là được lúc này biết chắc dịp mặt chính là thiếu niên năm đó rồi linh tú trong lòng cũng dâng lên rất nhiều cảm khái dì tú thọ nguyên gì còn vô số năm sao lại sắp hết dịp mặt còn chưa nói hết đã nhìn thấy linh tú muốn ngắt lời lập tức lấy ra một bình đang dược đưa cho linh tú nói dì tú đây là năm viên y vương đan con tin cho dù tư chất của dì có kém đi nữa, cũng có thể thăng cấp thành tiên vương. Huống chi, tiên linh khí trong mặt nguyệt tiên tông nồng đậm, sau này chắc chắn sẽ trở thành một trong những thánh địa tu luyện nổi tiếng nhất của 33 thiên vực. Lời này của Diệp Mặt quả thực cũng không nói mò, trên người hắn có nhiều tiên linh mạch cực phẩm như vậy, cộng thêm hắn còn là tông sư tiên đang gần đến cửu phẩm rồi nữa, đợi sau khi hắn đến mặt nguyệt tiên tông, sẽ chôn một số tiên linh mạch xuống dưới tông môn và tiên thành, rồi bố trí đại trận hộ sơn cao cấp đến lúc đó mà Nguyệt Tiên Tông cho dù không muốn trở thành thánh địa tu luyện cao cấp thì cũng không được. Năm viên Y Vương đang hạng nhất, Linh Tú sau khi mở bình ngọc ra nhìn, lúc này mới đờ đẫn hỏi: bà không thể thăng cấp, nguyên nhân chủ yếu là vì không có nguyên liệu tu luyện, không có tiên đan thăng cấp. Nhưng một nữ tỳ trong phủ như bà, thì không thể nào có được phần thưởng tiên đan của phủ đại đế. Còn chuyện chạy thoát khỏi phủ tiên đế, càng là lời nói vô căn cứ chỉ cần phủ tiên đế treo lệnh truy nã cho dù bà có chạy đến chân trời góc biển cũng có người tóm được bà quay về chịu chết bà vì nhìn thấy sự quan tâm của diệp mặc đối với ngân ti tỷ dường như rất sâu đậm cho nên không dám nói ngân ti tỷ rất có khả năng chưa chạy thoát khỏi phủ đại đế đã bị giết rồi cuộc chiến của diệp mặc và tác không đại đế bà tận mắt chứng kiến mặc dù diệp mặc vẻ ngoài chiếm thế thượng phong nhưng bà cũng không cho rằng diệp mặc có thể làm gì tác không đại đế sự lợi hại của táp đế chỉ có những người hàng năm bên cạnh lão mới có thể hiểu được một hai, người ngoài không bao giờ biết được lão rốt cuộc đáng sợ đến mức độ nào. Áp đế tuyệt đối còn có thủ đoạn lợi hại cao cấp hơn còn chưa thi triển ra, nhưng bà lại không biết. Thủ đoạn lợi hại nhất của Diệp mặt cũng chưa thi triển ra, đúng vậy, dì tú dì xem xem số đan dược này đã đủ cho dì thăng cấp tiên vương hay chưa. Nếu như chưa đủ, thì con cũng không thiếu, con chắc chắn có thể giúp dì thăng cấp lên tiên vương, dì không cần lo lắng dịp mặt cười hỏi linh tú mau chóng đứng dậy nói đủ rồi chắc chắn là đủ rồi dì cũng không cần nhiều như vậy vốn dĩ bà có suy nghĩ chết chắc trong đầu bảo dịp mặt gọi bà là dì tú ngược lại cũng không có áp lực gì nhiều nhưng khi biết mình sẽ không bị chết hơn nữa chắc chắn sau khi thăng cấp lên tiên vương rồi tâm thái của bà sẽ có chút biến đổi dịp mặt kinh nghiệm lõi đời lập tức đã nhìn ra tâm lý của linh tú hắn thở dài nói dì tú bất luận thế nào dì cũng là bạn của dì ngưng ti, trong lòng con, dì chính là một trưởng bối, dì cho dù ở lại mặt nguyệt tiên tông của con, con chắc rằng táp đế tuyệt đối cũng không dám tìm đến mặt nguyệt tiên tông của cung hoa thiên, cho dù lão muốn gây phiền phức cho mặt nguyệt tiên tông, cũng sẽ giết con trước. Chỉ cần con không chết, thì lão cũng không dám động gì đến linh tú cất đang dược của dịp mặt đi, vẻ mặt hòa hoãn lại, tông chủ, anh phải cẩn thận tên táp đế kia, lão còn có một số thủ đoạn còn chưa lấy ra, còn nữa, lão làm người tuyệt đối cũng không đơn giản như vẻ ngoài vậy đâu, dịp mặt gật đầu, không cần linh tú nhắc nhở, hắn cũng biết mình bây giờ chưa thế thi triển ba mũi kim quốc tiễn, muốn thắng táp không đại đế cũng rất khó khăn. Chuyện đánh lần hai, hơn nữa táp không có phải còn có đòn sát thủ hay không, thì hắn cũng không chắc, nhưng dịp mặt đồng thời cũng tin rằng, cùng với thời gian, khoảng cách của hắn và táp không chỉ có thể càng lúc càng gần hơn, cuối cùng vượt xa táp không, cho nên hắn cũng không chút lo lắng gì, muốn giết tác không cũng không cần gấp gáp gì tú con còn muốn hỏi gì một chuyện nữa chính là lần này tác không ra ngoài hơn trăm năm mới quay về khi lão quay về có mấy người diệp mặt mặc dù biết hà trùng tiên đế chắc chắn không về cùng tác đế nhưng hắn vẫn hỏi một câu tác không nếu như bắt được hà trùng tiên đế thì chắc chắn muốn lợi dụng hà trùng tiên đế tác không không lợi dụng hà trùng tiên đế vậy chứng tỏ hà trùng tiên đế cũng không ra ngoài cùng lão tác đế lúc quay về tôi đang ở vườn tiên hoa tôi nhìn thấy lão có hai người về, ngoài lão ra còn có một người đàn bà nữa, linh tú lập tức trả lời, diệp mặt cũng không tiếp tục hỏi thăm linh tú, linh tú là một nữ tỳ, cho dù ở trong phủ táp đế lâu rồi, những gì biết cũng có hạn, hắn dẫn linh tú ra ngoài giới thiệu cho những người còn lại quen biết, mọi người sau khi hàng huyên một lúc thì mau chóng quen nhau, vì muốn nhanh chóng đến được cung hoa thiên, diệp mặt từ chỗ vô ảnh nhận lấy việc điều khiển thời không toa, thời không toa vốn dĩ chính là thần khí hạ phẩm cộng thêm tu vi của Diệp Mặc lúc này sớm cũng không như lúc trước nữa, một tiên đế có tiên nguyên và thần thức đều vô cùng nghịch thiên như hắn điều khiển thời không toa, tốc độ của thời không toa lại càng. Nhanh đến cực điểm, lần này Diệp Mặc căn bản cũng không dừng lại ở trung thiên vực, chỉ cần hơn một năm, thời không toa cũng đã xông qua biên giới hư không thiên vực của cung hoa thiên, đến cung hoa thiên tiên. Tông lớn nhất của cung hoa thiên đương nhiên là mặt nguyệt tiên tông, mặt nguyệt tiên tông vốn dĩ chính là tiên tông mạnh nhất của hạ thiên vực, bây giờ lại có một tiên đế đến tọa trấn, Mặt Nguyệt Tiên Tông lại càng vang danh hơn, mặc dù vị tiên đế này cũng không ở trong Mặt Nguyệt Tiên Tông, nhưng người ta lại vẫn ở trong Mặt Nguyệt Tiên Thành, rõ ràng chính là quyết tâm muốn bảo vệ Mặt Nguyệt Tiên Tông, lúc này chủ phong Mặt Nguyệt Phong của Mặt Nguyệt Tiên Tông, Tô Tĩnh Văn đang cùng bàn. Chuyện với lô phượng, Tĩnh Văn, tu vi của cô còn quá thấp, nếu như đến hư không thiên vực căn bản thập tử nhất sinh. Cô đừng nói muốn tìm dịp tông chủ, cho dù đến lối vào nơi mà diệp tông chủ mất tích cũng tuyệt đối không thể đâu lô phượng nhìn tô tĩnh văn lo lắng nói tô tĩnh văn ảm đạm nói tôi hiểu tôi phát hiện gần đây tu vi của tôi có chút trì trệ không tiến triển gì luôn xuất hiện bóng dáng của diệp mặt tôi rất lo lắng tôi chỉ là đi nhìn diệp mặt đi vào là nơi nào mà thôi sau đó tôi quay về tiếp tục tu luyện nếu không tôi căn bản cũng không có tâm trạng nào mà tu luyện cả dừng lại một chút tô tĩnh văn lại tiếp tục nói tôi đương nhiên biết rõ nếu như một mình tôi đi thì chắc chắn sẽ chết nhưng tôi định mời cực lôi tiên đế đại nhân giúp đỡ cực lôi tiên đế đại nhân cũng đã đến mặt nguyệt tiên tông định cư rồi anh ta lại là bạn của vợ chồng tôi tôi nghĩ anh ta chắc cũng đồng ý thôi cô đang lo lắng cực lôi tiên đế tiền bối lúc nào cũng có thể rời khỏi mặt nguyệt tiên tông sau đó muốn tìm một tiên đế khác giúp thì khó đúng không lô phượng bất đắc dĩ nói tôi tỉnh văn gật đầu nói đúng vậy tôi sợ tiên đế tiền bối một khi rời khỏi mặt nguyệt tiên tông rồi sau này tôi muốn tìm một tiên đế trợ giúp cũng quá khó lần này tôi đến đây chủ yếu là để biết đường đến đó như nào mà thôi đợi sau khi quay về tôi sẽ cố gắng tu luyện đến tiên đế sau này một mình tôi đi sau cho nên tôi còn muốn mời chị lô đi cùng tôi một chuyến lô phượng thở dài nói tôi đương nhiên không có vấn đề gì chỉ là không biết cực lôi tiên đế đại nhân có nghĩ nhiều hay không tôi tỉnh văn lập tức liền đứng dậy nói nếu vậy chúng ta lập tức đến mặt nguyệt tiên tông tìm cực lôi tiền bối nếu như tiền bối không đồng ý Vậy thì chúng ta không đi nữa, Lô Phượng còn chưa trả lời, thì đã nhìn thấy một ngọc bài truyền âm rơi xuống trước mặt của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn bóp nát ngọc bài đó ra. Bên trong ngọc bài truyền đến giọng nói vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên của mang thương sư mẫu, tông chủ về rồi, bây giờ đã đến mặt Nguyệt Tiên Thành rồi, cái gì? Tô Tĩnh Văn chỉ chần chừ một lát, lập tức bị sự vui mừng cực lớn này đè ép khiến không thể nào thở nổi. Một lát sau cô liền từ trong động phủ sông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất, Lô Phượng cũng vui mừng đứng dậy, lập tức cô theo sau tô tĩnh văn cũng xông ra ngoài. Diệp tông chủ, cực lôi tiên đế vẫn đợi diệp mặt trong mặt nguyệt tiên thành, bây giờ diệp mặt quay về, anh ta là người biết đầu tiên, cực lôi huynh, anh làm sao lại ở mặt nguyệt chi thành, diệp mặt nhìn thấy cực lôi tiên đế cũng có chút nghi ngờ, cho dù mặt nguyệt tiên tông có ưu tú đi nữa, cũng không hấp dẫn nổi cao nhân như cực lôi tiên đế này chứ, cực lôi tiên đế cười ha hả nói anh đợi lát nữa hàng huyên ôn chuyện cùng tôi nhé. Không cần cực lôi tiên đế nhắc nhở, Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy Tô. Tỉnh Văn đang thất tha thất thểu phi độn đến, Tô Tỉnh Văn nhìn thấy hắn hưng phấn đến bay cũng có chút loạn choạng rồi, Diệp Mặc trong lòng lập tức hừng hực lửa, Tô Tỉnh Văn và Đường Bắc Phi đều phi thăng rồi, chứng tỏ Mặc Nguyệt Tiên Tông càng có nhiều người hơn phi thăng lên, thấy Tô Tỉnh Văn càng lúc càng tiến đến gần, trước mặt Diệp Mặc lại hiện lên con đường đầy tuyết bay, hắn cũng không kiềm chế nổi nữa, nhảy một bước ra, ông Tô Tỉnh Văn vào trong lòng mình. Diệp Mặc, hu tô tĩnh văn sau khi phát ra mấy âm nỉ non thì không thể nào nói ra thêm từ nào nữa cả người cô liền mềm nhũn ra tê liệt trong lòng diệp mặt cũng không còn chút sức lực nào nữa xung quanh dường như cũng trở nên im lặng lúc này không ai muốn nói chuyện quái rầy diệp mặt và tô tĩnh văn tụ họp một hồi lâu sau tô tĩnh văn mới chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của diệp mặt dường như muốn biểu đạt toàn bộ sự nhớ nhung của mấy năm nay không muốn mất đi một chút nào mùi thơm cơ thể quen thuộc của tô tĩnh văn khiến diệp mặt mơ hồ mộng mị hắn hoàn toàn quên mất xung quanh còn rất nhiều người đang đứng nhìn cho đến khi những ngón tay mềm mại của tô tĩnh văn đang vuốt ve khuôn mặt của hắn hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại sau đó hắn lập tức ném ra mấy trận kỳ bóng hình của hắn và tô tĩnh văn liền biến mất trước mặt mọi người nếu như nói diệp mặt còn nhớ ném ra mấy trận kỳ thì tô tĩnh văn sớm đã quên mấy mình đang ở đâu rồi cô chậm chậm vuốt ve khuôn mặt diệp mặt một lúc lâu sau mới nỉ non nói diệp mặt anh về thật rồi sao chúng ta gặp lại nhau thật rồi sao, tỉnh văn, anh đã về rồi, sau này chúng ta vẫn ở mặt Nguyệt Tiên Tông, cho dù anh ngẫu nhiên phải ra ngoài, anh cũng sẽ mau chóng quay về, dịp mặt chắc như đinh đóng cột nói, nếu như không phải lo lắng trận pháp cách ly bị tàn phá trong hư không kia, thì hắn thậm chí sẽ không nói ra lời sẽ ra ngoài rồi, tô tỉnh văn rung lên, cô cuối cùng cũng tỉnh lại, thân thể của cô lập tức nóng hừng hực, trở tay ôm chặt dịp mặt hơn, bờ môi ấm nóng ẩm ướt đã dính chặt vào. Môi dịp mặt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha